Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta thường gặp những cái điều mà chúng ta gọi là không như ý, không như lòng. Có nhiều khi mình buồn, mình muốn đi thiệt là xa, đi cái chỗ nào mà không ai biết đến mình, không ai còn phiền lụy gì đến mình hết, đúng không? Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Câu thứ hai là gì? Cái gì mà như kẻ không nhà đó, nhưng mà thiệt sự là muốn thôi chứ chưa đi được. Có nhiều khi mình buồn, mình nói tôi muốn đi tu cho rồi. Có nhiều khi mình là lên chùa, mình nói là xin đi tu, nhưng mà thiệt sự quý thầy nhìn tướng mình, quý thầy biết mình chưa tu được đâu, tại vì bây giờ đang buồn đang khổ rồi nói vậy đó. Chứ thiệt sự ra khi mà mình vui và khi mình trở về với cái thực tại, mình còn có những cái trách nhiệm, mình còn có những cái bổn phận, thì đôi khi mình đi chưa có được. Thì theo lời Phật dạy á, chúng ta không cần phải đi đâu hết, chúng ta cứ ở ngay trong cái thế giới ta bà này mà chúng ta tu. Nếu mà cái tâm mình chưa có buông bỏ được thì bây giờ mình có đi lên non lên núi đi nữa thì cũng vậy thôi à. Tại vì quan trọng là ở chỗ cái tâm của mình. Thí dụ mình ở ngay cái chỗ động mà tâm mình vẫn bình an thì những cái tác động bên ngoài nó không có khả năng nó làm mình ô nhiễm. Thứ sáu vừa rồi trong lớp thiền của người Tây Phương thì có một anh Tây Phương, ảnh giơ tay mới hỏi rằng: thưa thầy, thầy có thể cho biết về những cái phiền loạn ở cõi đời này. Thì Pháp Hòa mới nói là thay vì Pháp Hòa trả lời anh á, thì Pháp Hòa không có trả lời liền, mà Pháp Hòa mới nói rằng thường thường khi mà người ta vẽ hình một Đức Phật thì người ta hay để tượng Phật, người ta hay vẽ Đức Phật có khi là đứng, có khi là ngồi, và thậm chí có khi nằm, phải không? Mà thường thường là ở trên một cái tư thế là hoa sen, ở trong hoa sen. Phật ngồi trên hoa sen, Phật đi trên hoa sen, Phật đứng trên hoa sen, và có nhiều khi Phật nằm trên hoa sen. Ta vẽ hình Phật như vậy. Hoa sen từ đâu mà ra? Hoa sen phải từ bùn mà ra. Tại vì không có bùn thì không có hoa sen. Hoa sen phải mọc ở trong bùn. Chứ còn nếu mà chúng ta đem hoa sen mà chúng ta trồng ở trong chậu thì không có hoa sen và không có đẹp. Từ trong bùn mà cái hoa sen được nở lên tinh khiết. Cũng y như vậy, mỗi người của chúng ta là một đóa hoa sen, và cõi đời cũng giống như là một cái vũng bùn, mà từ trong vũng bùn đó hoa sen mọc lên. Chúng ta có giác ngộ, chúng ta có tinh tiến tu học cũng nhờ từ những cái chỗ phiền nhiễu này. Cho quý vị thấy không, luôn luôn ta để ta tạc tượng Phật, ta cũng để tạc tượng Phật ngồi trên hoa sen. Hoa sen có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà ở đây mình chỉ nói sơ thôi, là hoa sen mọc từ bùn mà lên. Cũng y như vậy, chúng ta cũng phải từ những cái khổ đau mà đứng dậy. Con người mà có khổ đau nhiều thì con người giác ngộ nhiều. Con người khổ đau nhiều thì con người càng ý thức về cuộc sống càng nhiều. Và chúng ta luôn có cái mong muốn là chúng ta đi tìm cái niềm vui, vì chúng ta rất sợ cái buồn. Thậm chí mà ở nhà mình chịu cũng không nổi nữa, buồn. Nhưng mà cái lúc mà buồn quá trời buồn á thì muốn làm sao? Muốn xa lánh, phải không? Thành tử lúc mình buồn thì muốn xa lánh, mà lúc bình thường thì muốn kiếm người xung quanh mình để mà đừng có cho mình bị buồn. Mà khi mà mình muốn xa lánh đó không phải là để làm cái gì mà để cho mình hết buồn, mà thiệt sự ra cái buồn nó cứ chồng chất là tại vì trong tâm tư mình chưa có buông xả được. Đức Phật dạy trong kinh, chúng ta nên tìm những cái vui chân thật. Cái vui chân thật là cái vui rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát, rất là ý vị.
Thí dụ như có nhiều người thích cắm hoa, và mỗi khi mà người ta cắm hoa và người ta không có cắm nhiều, chỉ cần một hai cái hoa người ta để vào đó thôi, nhưng mà nó rất là nghệ thuật. Cái vui của người ta là cắm hoa, cái vui của người ta là pha một ly trà rồi ngồi uống trà trong yên tĩnh, thí dụ như vậy. Và chư tổ trong kinh luận cũng có đưa ra năm cái niềm vui. Cái niềm vui thứ nhất á, là niềm vui xuất gia. Xuất gia là gì? Theo cái nghĩa rất thường, xuất gia là chúng ta rời khỏi gia đình của mình, đi vào chùa tu. Tiếng Anh dịch là living home. Cho nên lễ xuất gia có khi còn dịch là living home ceremony, lễ rời khỏi nhà. Nhưng mình dịch cho nó rõ một chút á, là ordination ceremony. Xuất gia có ba nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, là xuất thế tục gia. Mình ra khỏi cái gia đình mà thế sự mình đang sống. Cái nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà phiền não. Cái nghĩa thứ ba là xuất tam giới gia. Bây giờ cái xuất tam giới gia là nó hơi xa. Tam giới là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới đó. Dục giới là ra khỏi cái nhà ham muốn, thấy không? Cái nhà còn ham mê những cái hình sắc, cái nhà mà còn đi theo những cái chạy nhảy trong tư tưởng. Bây giờ mình nói gần chút thôi, là xuất thế tục gia. Rồi xuất phiền não gia. Có nhiều khi mình làm được một việc thôi, là mình rời khỏi được cái nhà của mình, nhưng mình không rời khỏi được cái nhà phiền não. Ở đây có ai dám giơ tay nói tôi hết phiền não không? Đâu có ai dám đâu. Tại vì ai cũng đang ở trong cái phiền não. Nhưng mà mình đi chùa mình tu là để làm gì? Để mỗi ngày mình tập, mình ra khỏi nhà từ từ. Cho nên mỗi khi mà đi ra đường, mỗi lần mà bước ra khỏi cửa là quý thầy đọc bài kệ. Các vị mà đi tu phải thuộc bài kệ mỗi khi bước ra khỏi nhà. Bài kệ chữ Hán là: tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. Từ nhà đi ra, cầu cho chúng sanh vào sâu trí Phật, xa nhà tam giới. Cho nên là cái chữ xuất gia nó ba nghĩa nha: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Có ba nghĩa. Rồi xuất gia có bốn cách. Thứ nhất á, là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Quý vị nhớ nha, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cách thứ hai là thân tâm đều xuất gia. Cách thứ ba, tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Cách thứ tư là thân tâm đều xuất gia. Có phải không? Nãy giờ liệt đủ bốn cách không? Thứ nhất là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Thứ hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Thứ ba là thân tâm đều xuất gia. Thứ tư là thân tâm đều không xuất gia. Bây giờ ví dụ, bây giờ cái Pháp Hòa hay quý cô, quý chú là thân xuất gia. Nhưng mà nếu mà vô trong này mà vẫn còn gây gỗ, giận hờn, phiền não, ích kỷ, nhỏ nhoi, thì cái đó tâm có xuất gia không? Không. Mới được cái thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn có nhiều khi mình, quý vị ngồi đây, đầu chưa cạo, thân chưa mặc y, nhưng mà tâm mỗi ngày bớt đi những cái phiền não, bớt những cái ích kỷ nhỏ nhoi, thì cái đó gọi là gì? Tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Vậy cái nào tốt? Thà là cái tâm xuất gia, thân không xuất gia cũng được. Còn hơn là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn nếu giỏi nữa thì thân tâm đều xuất gia. Còn tệ quá thì thân tâm đều không xuất gia. Cái thân không xuất gia mà cái tâm cũng không xuất gia.
Mà xuất gia là gì? Xuất khỏi, ra khỏi cái nhà phiền não. Như vậy, nếu mình nhìn lại thân của mình, mà nếu thấy rằng mình chưa được đi tu, cũng đừng buồn. Mà mình phải quán chiếu là bây giờ thân mình chưa xuất gia, nhưng mà cái gì xuất gia? Tâm mình đã xuất gia. Nếu vậy thì mình nên vui hay nên buồn? Nên vui. Rồi mỗi năm mình tạo cái điều kiện là về chùa tu học 10 ngày. Đó là mình để mình gieo cái duyên xuất gia. Còn giỏi nữa thì mỗi tháng mình tập về chùa mình tu Bát Quan Trai. Bởi vì một tháng một ngày mà tu Bát Quan Trai đó đó là mình gieo cái nhân duyên để đi xuất gia. Cho nên đó, tất cả những người đi xuất gia là vì vui mà xuất gia, chứ không có buồn mà xuất gia. Chứ nếu mà buồn mà xuất gia đó, ở được bao lâu? Mùng 3, dài lắm là tới mùng 7. Mà có sàn, có sảy, có nghĩa là có năn nỉ lắm là cũng tới mùng 10. Nghĩa là đi vô rồi thì sẽ đi ra là bởi vì ở không có nổi. Đừng có thấy chỉ như vậy mà đơn giản. Tại vì nổi cái chuyện là ăn chay thôi, là đôi khi làm cũng không nổi. Hay là nổi cái chuyện thức khuya dậy sớm thôi. Trời ơi, tháng tu có ngày à. Mà cái giác mà ngồi pháp đàm đó nghe, cho giờ đó mà cho ngồi đồng là tốt nhất, là tại vì giờ đó là nó hết xíu quách rồi. 5:30 là la chuông lắc là thức rồi. Rồi chuông lắc thức rồi mình nằm đó mình nghĩ làm sao biết không? Thôi, người ta đông lắm, mình đi washroom chỉ cho nó muộn, cho nó sớm, để cho người ta đi trước đi, mình nằm đây mình nướng. À, rồi mình trở qua trở lại cái lát nó khét. À, vậy thì mình ngồi mình lên, mình tụng thời kinh, mình ngồi thiền, chứ thiệt sự ra mình ngồi đó mình làm cái gì? À, mình ngồi đó mình ngủ thôi. Cho nên tụng Lăng Nghiêm mà, đệ nhất hội, đệ nhị hội, đệ tam hội, đệ tứ hội, cái chưa tới đệ ngũ cái mình làm trước rồi. Không? Thành thử ra nội cái chuyện mà đi xuất gia thông thường, đi vô chùa bình thường, mình làm cũng không nổi. Chứ không phải chuyện dễ. Cho nên người nào mà đi xuất gia được, đó là một cái cơ duyên rất lớn, một cái thiện căn rất lớn, và chúng ta cần hộ niệm, giúp đỡ, khuyến tấn. Rồi bây giờ mình nhìn các người trẻ trẻ mà giờ họ ham tu đó, mình chỉ lại mình khen thôi mà mình quên nhìn mình bao nhiêu tuổi sống trong lăn lộn, nghĩa là mình ném đủ rồi đó, thấy không? Hương vị cuộc đời mình ném đủ rồi đó, đắng chát chua cay ngọt bùi béo mặn gì mình ném đủ rồi đó, vậy mà vẫn chưa chịu nếm cái vị thiền. Có cái vị gọi là vị thiền. Vị thiền là hồi nãy đó, thấy không? Hồi nãy quý vị tụng cái bài tụng hạnh phúc đó, chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn, sinh ra được làm người. Con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tứ tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Năng lượng của, là năng lực của tăng đoàn đang bảo hộ cho con. Rồi trong đó có những câu: mũi nếm, lưỡi nếm được pháp vị, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Chờ, pháp lạc là gì? Pháp lạc là niềm vui khi mình nghe Phật pháp. Cho nên mình mà được đi xuất gia đó, trọn vẹn cuộc đời này, đó là một niềm vui của mình. Còn nếu những vị nào chưa đi xuất gia được thì hãy quán chiếu mình chưa xuất gia bằng thân được, nhưng bây giờ mình đang xuất gia bằng tâm. Tâm mình xuất gia, tâm mình mỗi ngày bớt đi những cái phiền não giận tức. Cho nên người ta thường nói đó, cạo cái đầu thì dễ nhưng mà cạo cái tâm khó. Cạo cái đầu 5 phút à, nhưng mà cạo cái tâm này cạo hoài cạo không sạch. Cho nên muốn cạo cái đầu thì cần cái tông đơ, cái lưỡi dao là cạo 5 phút là xong. Ở chùa khỏi cần ai cạo giùm ai hết á, ngay cả mấy chú tiểu nhỏ cũng tự cạo à.
Vô trong chùa mà mới 1-2 tuần đầu còn có người cạo phụ, chứ ở chừng tháng sau là phải tự cạo thôi. Phải học mà tự cạo. Pháp Hòa là cứ thứ sáu, mà trễ lắm là thứ bảy. Chỉ cần mà có cái to cái tông đơ mà đẩy 5 phút là sạch cái đầu. Chứ cạo cái đầu nó mau lắm, mà cạo cái tâm thì nó lâu. Mà muốn được cạo cái tâm á, thì chúng ta hằng ngày phải gì? Phải thường xuyên tiếp xúc với giáo pháp, với những điều thánh thiện, thì từ từ mới giúp cho mình tẩy trừ được, giúp cho mình gột rửa được cái tâm đó. Cho nên mỗi tuần mà đi nghe giảng nè, mỗi tuần mà về chùa tụng kinh nè, đó là quý vị đang thực hiện cái chuyện rửa tâm, gột ý đó. Đừng coi thường. Một tuần lễ là mình tiếp xúc quá nhiều những cái phiền lụy bên ngoài rồi, còn có ngày chủ nhật buổi sáng thôi chứ không chọn một ngày nữa, về đây để ngâm mình ở trong giáo pháp một chút. Vậy mà đôi khi mình còn không chịu ngâm nữa. Mình tu theo đạo gốc. Hỏi đạo gì? Nó tôi đạo Phật và đạo gốc à. Hỏi gốc gì biết không? Gốc cây. Tới giờ thầy giảng ra gốc cây ngồi chơi kêu đạo gốc. Anh đạo gì? Nó tôi đạo Phật. Đạo anh đạo sao? Tôi đạo dòng à. Tôi đạo dòng, đạo Phật mà đạo dòng. Hỏi dòng gì biết không? Đi vòng vòng. Tới giờ thầy giảng đi vòng vòng ngoài thôi. Cho nên mình cũng đạo gốc, đạo dòng vậy, nhưng mà dòng dòng với là gốc cây thôi, chứ không phải là căn rễ sự thật. Cho nên mỗi một ngày chủ nhật mà chúng ta thu xếp được công việc và chúng ta về chùa tụng kinh, nghe giảng, đó là chúng ta đang thực hiện cái chuyện rửa tâm, gội cái ý. Và chúng ta đang thực hiện cái chuyện xuất gia của mình đó. Xuất gia này là tâm xuất gia. Rồi khi nào mà cơ duyên thuần thục thì chừng đó thì sao? Thân được xuất gia. Lúc đó đầu tròn áo vuông trọn vẹn. Quý vị biết đầu tròn áo vuông không? Đầu tròn là cạo cái đầu rồi nó tròn nè. Áo vuông là mặc cái y nó có ô vuông 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 vậy đó. Đầu tròn áo vuông. Mà cũng ý cũng muốn nói gì? Ý muốn nói người tu rồi là phải làm việc cho nó vuông tròn. Thì bây giờ mình đợi tới cái ngày đó vuông tròn, thì bây giờ mình phải vuông tròn từ từ. Mình mỗi ngày mình bào mọn cái vòng, cái tròn mà không có bào, không có dũa thì làm sao nó tròn được. Cái vuông mà chúng ta không lấy thước chúng ta đo thì chúng ta làm sao vuông được. Cho nên cái y của quý thầy, quý vị thấy không, có cái viền ở phía này nè, cái viền phía này à. Cái viền này là tượng trưng cho cái gì? Cái viền này là tượng trưng cho cái bờ đê, cái sự ngăn che. Ruộng là phải có sự ngăn che, người tu là phải sự ngăn che. Cho nên đầu tròn áo vuông là vậy. Cái niềm vui thứ nhất là đi xuất gia. Bây giờ các vị mà được cạo đầu mặc áo rồi, đó là niềm vui trọn vẹn. Còn vị nào chưa được không sao, quán chiếu mình bây giờ đang thực hiện tâm xuất gia mà thân không cần xuất gia. Tâm chưa được cơ duyên xuất gia thì bây giờ tâm bắt đầu xuất gia. Rồi mình chưa được xuất thế tục gia thì bây giờ mình tập cái gì? Xuất phiền não gia. Mình tập xuất phiền não gia đi. Rồi khi nào mà mình đủ cơ duyên mình xuất thế tục gia. Cái kia nó dễ hơn cái thứ nhất, nó dễ hơn cái thứ nhì. Cho nên người ta hay nói là thứ nhất là tu tại gia đó. Nhớ không? Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia coi vậy mà khó. Không? Rồi khó hơn chút nữa là tu ngoài chợ. Rồi cái dễ là tu trong chùa. Tại sao? Tại vì vô trong chùa rồi á, thì ít nhiều gì cái hoàn cảnh trong chùa nó cũng khuyến tấn mình nhiều. Thí dụ mình tu ở nhà, mình quy định rồi nghe, mỗi ngày á, mình tụng kinh lúc 5 giờ sáng. Mình nói ví dụ vậy đi. Nhưng mà tuần lễ hình như mình tụng được có 1 bữa, còn 4 bữa kia là mình bận nướng. Không? Còn mình vô chùa mình đi tu rồi á, người ta thức thì mình cũng thức. Tức là người ta thức rồi không lẽ mình nằm đó. Cho nên nó sách tấn mình rất là nhiều. Ở nhà mình á, muốn ăn giờ nào ăn, còn đi vô chùa là ăn đúng giờ. Đại chúng lắc chuông rồi là đại chúng ra ăn cơm đúng giờ. Trừ những vị có việc, có công chuyện thì không nói. Nhưng mình đa phần là phải thực hiện cái chuyện ăn đúng giờ. Mà thậm chí no rồi cũng phải ra ngồi đó. Vì giờ đó là giờ hợp mặt cả chúng. Chứ không phải nói tôi no rồi tôi muốn ăn. Thường thường theo cái pháp, cái nguyên tắc là no cũng phải ra ngồi. Vì nhiều khi có những cái thông báo
có những cái gì đó chúng ta cần có mặt. Mà ngồi ăn đó là để có mặt cho nhau, chứ không phải đặt cái chuyện ăn là chính. Cơ hội ăn là cơ hội ngồi lại với nhau. Cho nên trong một gia đình đó, vợ chồng con cái mà ngồi ăn cơm với nhau là đang thực hiện cái sự có mặt với nhau. Từ sáng tới chiều không thấy nhau, bây giờ mỗi buổi chiều mà cố gắng ngồi lại ăn cơm với nhau. Đừng có bật cái tivi lên mỗi người một tô, thấy không? Lấy một tô cơm rồi ngồi bật tivi, vậy mình ăn cơm với cái tivi, mình trung thành với cái tivi nhiều hơn, thấy không? Thành thử ra ráng ngồi ăn cơm với nhau để nhìn mặt nhau chứ. Để rồi mai chiều mốt nọ rồi lỡ một người nào có ra đi thì không có còn hối tiếc nữa, cả lúc đó không cần cầm cái hình, cầm cái hình rồi ôm cái hình, vì mình đã nhìn nhau rất kỹ rồi. Đó là cái niềm vui thứ nhất là mình đi xuất gia. Thì Pháp Hòa nói hai phần: vị nào đã được đi xuất gia thì đó là niềm vui thật sự, còn vị nào chưa được cũng cứ vui là vì mình đang đi ra nhà phiền não, đang làm cái chuyện tâm xuất gia mà thân chưa được dịp xuất gia. Định khi nào trái nó chín mùi thuần thục thì chừng đó có ra nhà thế gian cũng dễ dàng lắm. Cái điều thứ hai của niềm vui đó là xa lìa. Xa lìa cái gì? Xa lìa những cái gì nó dở, xa lìa những cái gì nó không hay, nó đau khổ mà mình xa lìa được nó, mình vui không? Mình vui lắm. Hồi sáng này có một chú Phật tử lên gặp Pháp Hòa và chú rất là mừng. Chú nói: thầy ơi, bữa nay con bỏ được thuốc lá rồi. Và lát sau chú chạy tới, chú đưa cục kẹo lên. Chú nói mỗi lần mà nó lên cơn ghiền á, ngậm cục kẹo này có nó hết. Đó là cái người tinh tấn. Cái người tinh tấn là cái người biết tìm cái phương pháp để giúp cho mình xa lìa. Chứ mình đừng nói lỡ ghiền rồi làm sao, thấy không? Ghiền cũng có sửa sửa được chứ không sao hết á. Thí dụ giờ mình hút thuốc mà vợ con mình bị allergy, thì vì nếu mà mình thương con thương vợ thật sự là mình phải tập bỏ thuốc. Rồi mình có cái tật là uống rượu, mà hãy mà rượu vô rồi là sai loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm. Thằng rể kêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Mà nếu mà mình biết là mình uống rượu vô rồi là nó có chuyện đó, phải không? Rồi điều khi rồi mình còn phải đánh đập vợ con, mình làm khổ gia đình. Mà khi mình tỉnh rượu rồi, mình biết cái đó bậy rồi, tại sao mình không lìa nó đi? Cứ mỗi lần xong là mình xin lỗi. Rồi mình xin lỗi riết ta nghe, nó nhàm cái tai rồi mình sôi lĩnh. Mình cứ là sáng xỉn, là chiều say, tối lai rai, mai làm nữa. Cho nên không lúc nào mình tỉnh hết. Cho nên một cái người tu thiền đó, cái quả vị người tu thiền mà chứng đầu tiên nhất là gì biết không? Là ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa. Lìa được cái gì đó mình mê lầm, mà mình lìa được nó thì mình liền sinh cái niềm vui. Đó là cái cảnh giới đầu tiên của người tu, gọi là sơ thiền. Chứng được cái quả đầu tiên, ly sinh hỷ lạc. Vậy thì bây giờ cái đạo hữu hồi nãy gặp Pháp Hòa đó, chắc khoảng chừng tháng sau đạo hữu này chứng được quả ly sinh hỷ lạc. Lìa được, bây giờ lìa được thuốc lá là sanh niềm vui. Trên đời này á, mình nhiều thứ mê lắm, phải không? Mình nhiều thứ để mình mê lắm. Có nhiều người thật sự ra, chẳng hạn như là mê thuốc, mê cờ bạc, mê đi ra quán cà phê ngồi, nó chẳng tội lỗi, chẳng tội gì. Nhưng mà nó có cái lỗi. Tội thì không mà lỗi thì có đó. Lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở cái chỗ là chúng ta hủy hoại thân của mình. Lỗi ở cái chỗ là chúng ta không có biết giữ gìn tài sản do mồ hôi nước mắt mình làm nên. Lỗi ở cái chỗ là mình làm khổ vợ, khổ con, khổ người thân của mình. Tội thì có thể chưa, nhưng mà lỗi thì đã có. Có nhiều khi nó tôi chơi tiền tôi chứ tôi chơi tiền của ai. Biết là tiền của mình nhưng mà cũng mồ hôi nước mắt của mình làm nên. Mà thay vì mình đi chơi mà phí như vậy thì tại sao mình không để mình nuôi con nó ăn học,
hoặc là mình bố thí làm lành cho những cái người nghèo khổ, nó có lợi ích hơn. Cho nên cái niềm vui thứ hai của mình đó là xa lìa là vui. Cho nên mình thử bây giờ mình quán chiếu đi. Cho nên mình phải tìm những cái niềm vui, dù nó rất nhỏ, nhưng mà từ những cái niềm vui nhỏ đó nó tạo nên cái niềm vui lớn. Và cái vui như vậy gọi là cái niềm vui ý vị, cái niềm vui bình thản. Còn cái vui mà rộn ràng, nhộn nhịp theo cái kiểu thế gian là hội họp rồi ăn chơi rồi này kia cũng có vui đó, nhưng mà cái vui đó bao lâu? Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Lúc mà mình tỉnh rượu lúc canh tàn rồi, khi tỉnh rượu lúc canh tàn, hết giờ tỉnh rồi, thì một mình đối diện với chính mình. Bia rượu thì một đống lon chai đó, chén bát một đống đó, ai dọn? Cũng mình dọn, cũng mình bày. Mình bày thì mình dọn, thiên hạ người ta tới người ta nhậu xong người ta đi về. Rồi cứ như vậy mà hết nhà này tới nhà kia, hết tuần này tới tuần nọ, ruột gan thì nó cháy, thì giờ thì mất. Phải không? Đó là chưa nói tới cái chuyện rồi là khi mà rượu vô rồi, chén tạc chén thù nói qua nói lại rồi xích mích với nhau, giận hờn với nhau. Cho nên từ cái nhỏ đó nó tạo biết bao nhiêu những cái rối rắm. Mà mình bây giờ mình xa lìa được những cái không cần thiết thì tự nhiên niềm vui nó có. Bây giờ quý vị không tin đó nha, quý vị thử đi. Vợ chồng ngày xưa chưa tu á, hình như gây mỗi ngày. Không có gây lớn đâu, gây nhỏ nhỏ, gây sòng nhỏ nhỏ thôi. Phải không? Nhưng mà bây giờ mà biết tu rồi, mà mỗi một ngày mình nhìn lại từ sáng tới chiều á, vợ chồng bây giờ không có sực nhau nữa đó. Ta tự nhiên thấy nó có niềm vui. Quý vị chưa có bao giờ, không biết quý vị có từng nghe mấy em nhỏ nó lên nó tâm sự không? Quý vị nghe nhiều câu đứa mấy em nhỏ nó nói mà mình đứt ruột lắm. Có một đứa nhỏ, nó lên chùa. Cái bữa đó ba mẹ nó chở nó đi sinh hoạt, cái pháp hòa hỏi con: à, ba mẹ con khỏe không? Quý vị biết nó nói làm sao không? Nó chắp tay nó nói: dạ cảm ơn thầy, nhờ ba mẹ đi chùa lúc này tụi con cũng vui, tại ba mẹ không có gây lộn. Mà nó mới có 9 tuổi. Như vậy đó là đứa nhỏ đó nó sống ở trong cái môi trường gì? Nó sống ở trong cái môi trường là cha mẹ gây gổ hằng ngày. Nó ăn cơm thì ít chứ nó nghe gây thì nhiều. Bởi vì nhiều khi nó nghe không là nó no. Mà nhiều khi á, nó ăn không khí không cũng no, tại giận đâu nấu. Giận thì mạnh ông đi, mạnh bà đi, không nấu rồi bỏ nó. Rồi nhiều khi giận thì mua một đống chip về ăn đi con. Mua vài bình sữa để đó ăn đi con. Rồi cứ thằng nhỏ cứ uống sữa ăn chip không. Cho nên bây giờ mình mà quán chiếu mà vợ chồng mà xa lìa được những cái ngày gây gổ với nhau đó, hạnh phúc. Trong cái bài hát mà nói lại tình xưa đó, Pháp Hòa có sửa một câu ở trong đó: ta gây hoài sợ rằng con cái bơ vơ, nhà mình không sao yên ấm, ta sẽ khổ suốt đời em ơi. Thì cái ông chồng nghe được câu nói đó của vợ, ông phải đáp lại: thì em ơi, vì nghĩa xưa ta về xây dựng lại. Chuyển hóa bao niềm đau xót đến bình an. Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua. Vì sao? Vì sau cơn mưa trời lại sáng. Mà ngày xưa mình để ý đi, mình càng đi chơi gọi là nhậu nhẹ cờ bạc, có tuần nào mà về mà vợ chồng yên thấm không? Ít lắm. Là hễ mà về thì thế nào cũng thua rồi gây rồi là có chuyện. Mà vậy mà không quán lại, mình phải quán. Cái thứ bảy mình đi chơi, chủ nhật về có chuyện. Rồi là bắt đầu từ thứ hai tới thứ sáu là không ai nhìn nhau nha. Bà vậy mà thứ bảy là bắt đầu đi tiếp. Rồi về chủ nhật gây, thứ hai tới thứ sáu không nhìn. Vậy mà cứ năm này qua tháng nọ mà chưa một phút nào chúng ta nghĩ phải làm gì. Mà chúng ta đi tìm cái vui kiểu đó. Cho nên bây giờ mình tu rồi là mình phải nhìn lại cái hoàn cảnh trong gia đình của mình. Đó là mình xa lìa. Xa lìa là mình có niềm vui. Cái niềm vui thứ ba là tịch tỉnh. Tịch tỉnh là gì? Tịch tỉnh là vắng lặng. Mình vắng lặng cái gì? Mình lắng vặn ở trong, mình vắng lặng ở trong cái nội tâm của mình.
Thường thường cái tâm của mình ít có khi nào nó yên lắm. Mình ngồi ở chỗ mà mình đủ thứ những cái phan duyên. Phan duyên là gì? Là mình duyên theo một cái chuyện gì đó, rồi mình phăng theo, mình chạy, mình rong chạy theo nó. Thí dụ nha, mình không có đi đâu hết á, mình ở yên chỗ à, mà mình cứ nhắc cái phone lên, mình hỏi sao, bữa nay chị có đi chùa không? Tôi bận quá tôi không có đi. Câu kế, chùa bữa nay có gì lạ không? Mà không phải chứ, cái ý là mình hỏi để mà coi coi chùa bữa nay có thông báo chương trình tu học sinh hoạt gì không, có chuyện gì lạ không, có nghĩa là có chuyện gì hấp dẫn xốp dẻo không nghe. Tức là mình bữa nay mình không đi là tâm mình nó cũng lặng được 5 phút 10 phút nửa ngày rồi đó, nhưng mà mình cũng không chịu sống với cái tĩnh lặng đó đâu. Đó là mình nói ví dụ một cái nhỏ thôi, chứ vô số những cái chuyện gọi là luôn luôn mình muốn cái tâm mình lúc nào nó cũng có chuyện để nó khởi hết. Cho nên một phút nào mình ngồi yên đó mà tĩnh lặng, đó là phút đó hạnh phúc. Mà tĩnh lặng cái gì? Tĩnh lặng những cái gọi là rong ruổi phiền não. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu: không có hạnh phúc nào bằng sự hạnh phúc của bình lặng tâm hồn. Thí dụ như cuộc sống của mình á, hết chuyện này tới chuyện kia nó cứ dồn dập, hết xui chuyện này tới xui chuyện kia, hết cái này hết tới cái kia, nó cứ dồn dập như vậy thì tâm mình nó rối bời. Mà khi mà qua được những cái cơn như vậy đó thì mình thấy làm sao? Mình trở về cái trạng thái bình thường, mình thấy rất hạnh phúc, rất bình an. Cho nên có cái câu đó: ta mong mình tĩnh lặng như người mong bình thường. Hai câu rất đơn giản nhưng mà nó sâu sắc. Ta mong mình tĩnh lặng như người mong bình thường. Người khác á, họ cũng mong cuộc sống họ bình thường, thì mình cũng cầu mong cho tâm mình nó tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng và cái bình thường đó chính là cái chỗ cốt lõi mà con người mình muốn. Mà đa số mình không thích bình thường. Mình thích cái gì? Mình thích cái bất bình thường nhiều hơn. Cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác. Bồ Đề là giác tại vì nó âm từ chữ Bodhi. Bodhi là tiếng Phạn. Tiếng mình âm từ cái chữ Bodhi là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác ngộ. Cái người giác ngộ là người có niềm vui. Giác cái gì? Mình giác cái vô thường, mình giác cái khổ, mình giác cái không. Vô thường, khổ, không, vô ngã là những sự thật mà nếu chúng ta giác được nó thì chúng ta có bình an. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình cứ nghĩ sống trên đời là ai của mình và người lúc nào cũng sống tới 70-80 tuổi, 80-90 tuổi. Mình đa số mình nghĩ như vậy. Nhưng mà sự thật có được như ý mình không? Không có được, là tại vì mình đâu có làm chủ được cái chết của mình. Cho nên mình muốn chết lúc nào là mình chết. Cái thân mình đâu có làm chủ được cái bệnh, nó muốn bệnh lúc nào là nó bệnh à. Cho nên mình cũng bừng có biểu nó: thôi đừng bệnh, để tôi đi chơi về hả bệnh nha. Mình đâu có biểu nó được vậy. Cho nên nó cái người mà giác rồi á là cái người không có còn mê. Cái giác là nó ngược với cái mê. Cái người mê là người sao? Người mê là cái người lúc nào cũng cầu toàn. Còn cái người giác là cái người biết chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận sự thật. Chấp nhận cuộc đời là vô thường, là khổ. Và có cái gì mà nó vui đi nữa đó thì cái vui nó cũng dễ dàng trôi qua. Cái chữ vô thường á là dù vui hay khổ có ngày nó cũng qua hết, không có cái gì thường hết á. Cho nên mình giác để mình đừng có bị nó làm mê. Cái người mê là cái người chấp. Chấp cái gì? Chấp là cột chặt. Mà cột chặt thì không cởi mở, mà không cởi mở thì người đau khổ. Và cái người giác là cái người mở lòng, mà cái người mở lòng là người tự tại, mà người tự tại là người có niềm vui. Vì cái người giác là cái người tự tại, mà tự tại là biết sống với cái duyên, và không có chấp, không có bắt buộc, lúc nào nó cũng phải thuận theo ý mình. Cho nên cái người giác ngộ là cái người lúc nào cũng có thể có niềm vui. Mà cái niềm vui đây không có nghĩa lúc nào cũng nhăn răng ra cười.
Cái người giác ngộ là cái người có niềm vui là vui bình thản ở trong lòng. Chuyện gì đến thì chúng ta tiếp xử, chuyện đi rồi chẳng nhớ. Đó là cái nghệ thuật sống của chư tổ. Chuyện đến thì chúng ta tiếp xử, chuyện qua chúng ta để cho nó qua. Còn mình bây giờ á, chuyện đến á thì chúng ta chạy, mà chuyện qua thì chúng ta sao? Chúng ta rủi, chúng ta rượt theo. Cái gì mà nó đến với mình á, mình sợ, mình chạy trốn. Còn cái chuyện quá khứ qua rồi thì cứ nhớ hoài, mà trước mặt thì lại quên. Cho nên cái nghệ thuật sống của chư tổ á, là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, sống với cái hiện tại. Và nhớ là cái hiện tại mới là cái quan trọng. Cái quá khứ thì mình không có thể kéo lại được, cái tương lai thì nó chưa tới. Có nhiều khi mình ngồi bên cạnh người mình thương mà tâm hồn mình gửi gắm ở chỗ nào đó thì cái đó cũng không được. Mà Pháp Hòa hay nói, có nhiều khi mình đồng sàng mà dị mộng, ở chung chỗ, ngủ chung chỗ vậy đó, nhưng mà hai cái mộng nó khác nhau. Cho nên cái người mà có giác ngộ là cái người hiểu biết, hiểu biết sự thật của cuộc đời. Thí dụ như quý thầy mà đi tu đó, hay là mình sống trong đời này, mình phải giác một điều nghe. Giác cái điều mà khen chê là chuyện của người ta, còn mình là ai thì mình tự biết. Người ta có quyền khen, người ta có quyền chê, tại vì người ta nhìn mình ở mỗi một cái khía cạnh để người ta phán xét. Còn mình là cái người biết mình rõ nhất, thì mình đừng có bao giờ để cho tâm của mình buồn vui theo cái người ta định mình. Mà đa số là mình sống cho người ta nhiều hơn là người ta sao mình sống cho mình. Người ta khen mình cái trời ơi, mình muốn leo lên trên nóc nhà mình ngồi trên. À, mà người ta mà chê mình một cái á, thì bắt đầu mình sao? Mình buồn phiền. Cái thương cái ghét nó cũng làm mình khổ lắm đó. Phải không? Mà trên đời này cái gì nó cũng hai mặt hết á. Tốt xấu, thương ghét nè, phải quấy nè, trắng đen nè, đẹp xấu nè. Phải không? Trái phải nè. Cho nên luôn luôn nó có hai mặt. Thì hôm nay nó mặt này, ngày mai nó mặt kia cũng là bình thường, chứ mắc chi mà mình phải buồn. Nhưng mà đa số là mình chỉ chấp nhận một mặt thôi. Cái mặt nào mà lợi cho mình là mình chấp nhận, còn cái nào không lợi thì mình lại không vui. Cho nên chính vì vậy mà mình cứ chồi lên hụp xuống. Cái điều thứ năm của cái người có niềm vui là gì? Là người có niết bàn. Niết bàn mà nói cho đủ á, là Nibbana. Nói tắt là niết bàn, là kiểu âm thôi. Niết bàn nghĩa là gì? Niết bàn nghĩa là sự vắng lặng của cái nội tâm mình. Hay nói một cách khác, khi trong tâm không còn phiền muộn thì lúc đó có niết bàn. Cho nên niết bàn ở đâu? Niết bàn ở ngay tại đây. Không cần đợi chết mới có niết bàn. Người ta dịch hai chữ niết bàn là gì? Niết bàn là diệt độ. Diệt sanh tử, độ phiền não. Độ là gì? Độ là cho nó qua, từ cái bờ này qua bờ bên kia. Thí dụ như bây giờ á, cái người này đang khổ nè, mình giúp cho người này hết khổ kêu độ đó. Cho nên thường thường trong chùa hay dùng á, hôm nay á, thầy độ được một chú đệ tử. Chữ độ gọi là cứu độ, cứu giúp họ. Họ đang đau khổ, mình độ cho họ qua vui. À, giống như mình ăn cơm á, trong chùa ăn cơm cứ kêu độ đó. Độ cơm, độ ngọ. Buổi trưa đó, giờ cơm trưa kêu độ ngọ. Ăn trưa. Thì cái chữ độ trong đạo Phật á, là mình đưa bên này qua bên kia. Bên này là bờ khổ, bên kia là bờ vui. Có một vị thiền sư định nghĩa niết bàn như thế này. À, trong kinh Đức Phật có nói một câu: nếu chư tỳ kheo hành theo chánh hạnh thì cõi thế gian này không vắng bóng các bậc A-la-hán. Và cái câu mà chúng ta cần để ý ở đây là chánh hạnh. Cái người mà sống chánh hạnh á, là cái người sống đứng đắn, sống mà có chánh kiến, có chánh tư duy, là người đó có niết bàn. Tại vì niết bàn là khi mà không có khởi những cái phiền não. Cho nên có một vị thiền sư, một vị đệ tử hỏi một vị thiền sư
làm sao để được đại niết bàn? Thì vị thiền sư đáp là chẳng tạo nghiệp sanh tử. Làm sao để có được cái đại niết bàn là cái niềm vui lớn? Thì ông thầy trả lời là độ được nghiệp sanh tử. Sanh tử là gì? Sanh tử là ý ở đây muốn nói là cái khổ đau mà do chúng ta cứ tạo, lát vui lát buồn, lát phiền lát giận, ha, lát thương lát ghét, đó là luân hồi sanh tử. Độ được cái đó, độ được cái sanh tử đó, khi nó vui là giống như sanh, khi nó buồn giống như chết. Vì hàng ngày mình sống chết hà râm, một ngày mình không biết sống chết bao nhiêu giác. Cho nên mình độ được cái sống chết đó thì mình có đại niết bàn. Có một hôm á, cúng tọ, cúng dỗ tổ, thì đại chúng mới hỏi ngài Nam Tuyền mới hỏi là cúng trai cho mã tổ, vậy tổ có đến đây ăn không? Hỏi cúng dỗ tổ đó, tổ có đến ăn không? Thì cả chúng không ai đáp được hết. Thì trong đó có một vị thiền sư tên là Động Sơn Lương Giới, ngài bước ra, ngài mới nói đợi có bạn thì đến liền. Quý vị hiểu câu nói không? Hỏi cúng dỗ có ăn không? Thì ông không ai đáp được. Thì có một vị kia nói khi nào có bạn thì có đến. Có bạn ở đây là gì? Khi nào đủ duyên thì đến. Khi nào đủ duyên thì đến. Ở đây cũng như vậy. Cho nên mình phải hiểu á, là niết bàn không có ở đâu, mà ở ngay cái chỗ mình đang ở. Niết bàn là khi nào tâm mình nó vắng phiền muộn, lúc đó mình có niết bàn. Thí dụ như hồi trước á, mình giận ai đó là mình hay ra mặt, mình tháo quát, mình trách móc, mình đủ thứ hết. Rồi cứ sau một trận cái mình ăn năn, mình hối hận gì đó. Bây giờ mình biết rồi, mình có gây, mình có làm gì đi nữa, thì cái người lỗ lã sự phiền muộn cũng có trong gia đình. Cho bây giờ mình phải tạo dựng lại cái niết bàn ở trong gia đình của mình. Cho nên năm cái niềm vui mà chư tổ dạy đó, niềm vui của xuất gia, niềm vui của xa lìa, niềm vui của tịch tịnh, niềm vui của bồ đề, niềm vui của niết bàn. Niết bàn á có nhiều cái định nghĩa lắm, mà ở đây hôm nay mình không có nói về ý nghĩa của niết bàn nhiều, mình chỉ nói tổng quát chung lược. Niết bàn có nghĩa là khi nào trong tâm mình có sự bình an thì nơi đó có niết bàn. Còn nếu mà tâm mình dấy khởi những cái phiền muộn mỗi ngày thì lúc đó là ta bà, là cõi trượt. Cho nên tịnh độ, niết bàn cũng một nghĩa đó. Không có hai nghĩa, tịnh độ hay niết bàn cũng giống nhau. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra bây giờ đó, mình tu á, mình học Phật á, là mình biết tìm cho mình những cái niềm vui. Tìm cho mình những cái niềm vui, chẳng hạn như là cái niềm vui xa lìa, cái niềm vui tịch tỉnh. Cho nên khi nào ở nhà một mình á, đừng có buồn, không có gì phải buồn hết á. Ở nhà một mình là mình vui thôi, ở nhà một mình. Còn tại vì mình sợ buồn cho nên mình mới sợ ma. Có nhiều người nói tôi ở nhà một mình tôi sợ ma lắm. Ma đâu? Ma từ đâu? Cũng từ trong bụng mình đi ra thôi. Nhiều khi á, mùa đông á, mình mở sưởi nhiều thì bắt đầu gỗ cây bắt đầu nó kêu răng rắc rắc, là bắt đầu ngồi mình run rồi, mình không biết ai đang đi. Phải không? Thành thử ra tại vì mình sợ cho nên rồi mình đủ những cái diễn tả hết, phải không? Cho nên mình mà xa lìa được cái tâm sợ ma đó thì tự nhiên mình có cái tịch tỉnh, tức là mình yên lặng ở trong lòng. Mà yên lặng trong lòng là vui chứ làm sao. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cũng rất là thích ở trong phòng một mình vậy đó, phải không? Đọc sách hay là làm việc cái gì đó rất là yên tĩnh. Mà mình ở một mình là cái sự vắng lặng. Cho nên mình mà đi ra ngoài rừng, ngoài suối, ngoài đồi, ngoài núi, mình ngồi yên tĩnh là một cái niềm vui. Cho nên nghe ra ngoài suối, nghe tiếng suối reo cũng vui, nghe tiếng gió reo cũng vui. Cho nên quý vị nhớ trong kinh Di Đà diễn tả không? Ở cõi cực lạc á, là mỗi khi mà những cái gió cây nó lao sao, nó động, nó nhớ không? Thì cũng phát ra được những cái tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà người mà nghe cái tiếng lá cây reo thôi, người đó cũng phát khởi cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vậy tịnh độ ở đâu? Đâu cần phải lên tịnh độ mới nghe được tiếng lá đó. Ở trong kinh diễn tả là cõi Tây Phương cực lạc,
có hàng cây bảy báo, và mỗi khi người ta nghe cái tiếng lá nó lao sao, người ta phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ý muốn nói là cái cõi mà an vui thật sự đó, chỉ cần chúng ta nghe tiếng lá reo, chúng ta vẫn vui đó, tịnh độ đó. Đi ra ngoài suối mà nghe tiếng nước chảy cũng là tịnh độ đó. Cho nên trong Kinh Di Đà mà diễn tả cõi cực lạc cũng không có ở đâu xa. Cõi cực lạc đó chính là ở cái cõi này của mình đó. Cho nên trong Kinh còn diễn tả đó, các vị mà ở cõi cực lạc sáng là lấy cái giỏ đựng hoa, hứng hoa rồi đem cúng cho mười phương chư Phật. Mình bây giờ mỗi ngày cũng có hoa rơi vậy, mà tại mình không biết hứng thôi. Không, mỗi ngày nè, mắt còn sáng là một đóa hoa, thấy người kia cười là một đóa hoa, còn mình thì không. Thấy cái tướng nó cười tôi cũng phát bực nữa. Thấy cái tướng cười tôi cũng ghét nữa, nghe cái giọng cười là thoát ghét rồi. Không, còn như mà cái người mà họ sống với cực lạc, cái người ta thấy người khác cười thì mình lại sanh tâm hoan hỷ. Nào hồi sáng này mình tụng cái bài khấn nguyện đó, nhớ không? Thấy người mà thành công cũng như con làm được. Thấy người có hạnh phúc cũng giống như con có hạnh phúc. Còn mình bây giờ không sống kiểu vậy. Cái người nào mà mình ghét cay ghét đắng mà họ đau khổ, họ có chuyện cái mình lại phán cho một câu đáng đời. Không? Vậy mà mình xây qua, mình thấy cái người nào nghèo cái móc tiền lại cho, để thực hiện cái chuyện từ bi. Mà nghe cái người mình không ưa mà đau khổ thì mình lại phán cho một câu đáng đời, đáng kiếp. Hiểu không? Như vậy thì mình chưa có sống trong Niết Bàn. Cho nên Đức Phật không có nhập Niết Bàn. Mà theo cái kiểu thông thường mình hiểu, hễ mà cái ngày Phật mất cái mình kêu là cái gọi cái ngày đó là ngày Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật ra Phật lúc nào cũng nhập Niết Bàn hết. Tại vì Niết Bàn là tịch tịnh, là an vui. Mà Phật không ở trong Niết Bàn thì làm sao Phật tu được? Cho nên mà chỉ có mình nó nhảy ra nhảy vô mình mới kêu nhập với xuất, phải không? Chứ còn đối với Phật thì lúc nào cũng ở trụ trong Niết Bàn, vì lúc nào Ngài cũng trụ trong an vui. Cho nên cái đi, cái đứng, cái nói năng hành xử của Ngài lúc nào cũng an vui. Còn chúng ta thì khác, chúng ta ngược lại. Cho nên chính mình còn ở trong cái lao sao đó. Mà Đức Phật nói cái cõi này là cõi dễ tu nè. Cõi mình là cõi dễ tu đó. Tại sao biết không? Tại vì cõi mình là cái cõi có vui, có khổ. Có cái vui, rồi hôm nào có cái khổ mới giác ngộ. Giác ngộ là tìm đến cái con đường tu. Chứ còn mà mình sanh ở những cái cõi mà không bao giờ biết khổ, sức mấy mình tu. Thôi bây giờ nói cõi đời mình nè, có nhiều người á, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết khổ. Ít khi nào chịu đi chùa lắm. Ít lắm. Khi nào người ta khổ người ta mới nghĩ tới cái chuyện tu. Người ta khổ người ta mới tìm tới cái nơi gọi là đạo giáo. Còn người ta vui người ta quên. Mình cũng vậy thôi à. Phật tử chứ. Đi chùa đi chứ. Tại mình hay quan niệm tuần nào cũng tụng kinh, tuần nào cũng giảng pháp. Bữa nay nghe không được, mượn CD về nghe. Không? Còn cái chuyện đi chơi thì sao? Lâu lâu mới có một lần. Không? Một năm mới có một ngày. Thành thử mình chạy theo cái đó nhiều hơn. Đó, chính vì vậy mình nhiêu đó thôi mình cũng đủ. Mình thích cái gì nhiều, mình chạy theo cái bên ngoài nhiều hơn mình trở về cái bên trong. Thôi thì hôm nay á, nói tới cái chuyện vui, nói tới cái niềm vui, thì Pháp Hòa xin trích ở trong kinh luận có nói ra năm cái niềm vui mà trong kinh gọi là ngũ lạc. Năm cái niềm vui, năm niềm vui: niềm vui xuất gia, niềm vui xa lìa, niềm vui tịch tịnh, niềm vui giác ngộ, niềm vui của Niết Bàn. Bây giờ mình mà không có được năm á, ít nhất mình cũng có được mấy? Được bốn. Mà không có bốn thì cũng có ba. Mà không có ba cũng phải có hai chứ, không lẽ không được cái nào sao? Cho nên Phật tử nào mà muốn phát tâm giữ giới đó nghe, đừng có lo năm giới nhiều quá giữ không nổi. Ai mà giữ một giới cho tới hai giới thì cái đó gọi là gì? Tiểu phần Phật tử. Tiểu thôi. Rồi người nào giữ được ba giới thì cái đó gọi là bán phần Phật tử. Phải không? Rồi người nào giữ được bốn giới gọi là đa phần Phật tử. Còn người nào mà giữ trọn được năm giới là toàn phần Phật tử. Cho nên Phật mở ra cái optional cho mình tu chứ. Phật cũng đâu bắt nói năm giới nhưng mà mình cứ thọ đi rồi từ từ mình giữ. Không lẽ sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, uống rượu cờ bạc, không lẽ mình giữ không được năm sao? Bây giờ ở cái xứ này
mình cũng không có phải thiếu thốn gì, cho nên mình cũng chẳng ăn trắp ăn trộm của ai. Giới thứ hai là bảo đảm giữ được. Không, cái giới thứ nhất là không có giết người hại vật, Pháp Hòa nghĩ không có khó. Giới thứ hai là không gian tham trộm cắp, cũng không khó. Cái giới thứ ba là không có tà hạnh ngoại tình. Mình biết là mình muốn giữ hạnh phúc của mình thì đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác. Cái giới thứ tư là không có nói dối để lường gạt người khác. Mà nếu gì cứu người khác mà nói dối được, dễ gì không làm được. Thành thử ra chỉ sợ mình không tu thôi. Chứ mình mà chịu tu á là mình có tiếng. Mà Phật là mở cửa phương tiện. Mở cửa phương tiện là năm giới mà ai giữ chưa được thì giữ một giới, hai giới, ba giới. Cho nên giới dịch nghĩa là gì? Giới dịch là biệt, biệt giải thoát. Anh tu được giới nào anh giải thoát giới đó. Thí dụ như mình bây giờ mình ăn chay đó nha. Mình chưa ăn được tháng 30 ngày, không sao, ăn 29 ngày được rồi. Mình ăn chay chưa được trường chay, mình ăn một ngày, rồi lâu lâu mình tăng thêm ngày nữa, chọn ngày. Rồi người nào chưa được một ngày ráng nửa ngày. Nửa ngày mà ăn được cũng quý hơn là không có ngày nào. Cho nên cái chuyện tu hành đó là tùy sự phát tâm của mình. Và mình có thể mình tu theo cái hoàn cảnh của mình, có niềm vui hết. Cho nên trong năm cái niềm vui này, mình chắc chắn là phải chọn được vài cái, chứ không thể nào không hết á. Bây giờ quý vị có niềm vui giác ngộ không? Có chứ, nhờ giác ngộ mới ngồi đây nè. Không có giác ngộ là giờ này ở quán phở rồi. Không giác ngộ là giờ này ở shopping rồi. Không, giác ngộ đều là đi shopping nhiều là tốn nhiều. Nếu mình mà tu giỏi đó, đi shopping mà không tốn. Không, cho nên có thẻ trong túi mà không cần cà. Không cần mua là không cà, mà cà nhiều là cuối tháng cà lâm. Thích cà thẻ thì cuối tháng cũng cà lâm. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng năm cái niềm vui như vậy. Và xin cầu nguyện cho đại chúng có một ngày an lạc. Thưa đại chúng, là hôm nay là Pháp Hòa 3 buổi sinh hoạt. Từ 5 giờ sáng đã rời khỏi Maryland đến chùa Thập Phương ở Bronx, New York là gần 11 giờ trưa. Tới cũng sát lúc giờ. Rồi vô sinh hoạt xong là ra. Ra rồi cái thì chờ chùa cúng xong là quy y cho Phật tử. Xong là ra xe đi lên Long Island liền. Không có ăn trưa. Xong rồi tới nơi ở dưới kia cũng trễ. Rồi đi vào giảng liền. Không có ăn chịu. Bây giờ lên đây, đi tới đây liền là khỏi ăn tối. Thôi lát mình xíu dạ luôn cho nó khỏe. Thưa đại chúng, là hôm nay thật là một cái duyên lành. Theo Pháp Hòa được biết là chùa Giác Nguyên đây mới vừa được thành lập không lâu. Thì khi thầy trụ trì ở đây biết được là Pháp Hòa có một cái chuyến Phật sự ở cái vùng này, thì thầy có liên lạc để mà mời về đây. Thật tình là khi nhận lời là Pháp Hòa cũng hoàn toàn không biết là hai cái chỗ nó bao xa. Chỉ mới cách đây vài ngày khi Pháp Hòa đang đi giảng ở Toronto, thì có một Phật tử email nói là thầy có biết hai chỗ nó cách nhau gần 3 tiếng không? Chừng đó mình mới tá hỏa tâm tinh. Mới liên lạc cho thầy thì thầy mới nói là dạ đúng như vậy. Mà không, thầy là người Huế mà không có rắn mô thầy. Mình là người đi thì biết rắn về mố. Nhưng mà khi mà đi rồi thì mới biết là quá xa. Mà nhất là cái đường ở bên New York thì nó quá là kẹt xe. Có một cái khúc nhỏ đó thôi mà gần một giờ đồng hồ mới rất thoát được. Thiệt mà khi thoát được chỗ đó là đúng là giải thoát. Thưa đại chúng, là hồi nãy đi trên đường thì tại vì chiều hôm nay Pháp Hòa biết là mình tới trễ rồi. Bây giờ nếu mà Pháp Hòa chọn một cái gì, một cái đề tài Pháp Hòa nói nữa thì e nó hết giờ mà đại chúng không được trực tiếp muốn hiểu những gì mình cần hiểu. Cho nên Pháp Hòa có liên lạc về là xin thầy trụ trì là hãy cho Phật tử ghi những câu hỏi, rồi mình sẽ tùy đó mình sinh hoạt. Thì câu hỏi thứ nhất ở trên bàn đây có đó là xin thầy dạy thêm cho chúng con hiểu tu thế nào mới gọi là giải thoát. Thì mới có một câu hỏi đó thì Pháp Hòa đã ví dụ cho đại chúng thấy là
khi mình đang ở trong một cái cảnh ràng buộc nào đó mà mình vượt được nó, tức là mình giải thoát. Hồi nãy đi trên xe thì đáng lý Pháp Hòa cũng có một Phật tử đã sắp xếp đưa đi, nhưng mà rồi thì Phật tử ở vùng này tha thiết quá, cho nên Pháp Hòa mới qua xe đó ngồi. Thì các vị đi mà tội nghiệp chú tài xế, chú rất là nôn, bởi vì chú biết là nhiệm vụ của chú là phải đưa thầy về đây cho kịp giờ. Nhưng mà thưa đại chúng là lực bất tùng tâm. Đó là mình tạo duyên rồi. Mình tạo duyên nhưng mà duyên không đủ thì phải tùy duyên. Thì sợ chú bị căng thẳng cho nên trên xe Hòa kể hai câu chuyện vui. Pháp Hòa mới nói tại vì gọi về mà chùa thì cứ gọi liên tục, tới đâu rồi, tới đâu rồi. Dạ sắp tới mà không biết mấy sắp. Lát sau thì nó còn 10 phút nữa mà phải 10 phút. Pháp Hòa mới nói cái điệu này sao giống có một cái bà đó, bà tới bà mua một, bà tới cái quán đó bà mua vịt quay. Bà nói dạ chú bán cho tôi một, bà đưa về. Thì cái bà chủ bán á, bà nhanh tay lắm, bà tưởng một con, bà bưng nguyên con, bà chặt phục phục xong bà nói dạ một nữa. Bà kêu nó sao nói lẹ, nói dạ. Thành thử là cứ một bà đưa về, tao tưởng hai ba cái một. Giải thoát là gì? Chữ giải nghĩa là mở, chữ thoát nghĩa là vượt. Không phải chúng ta ở cõi nào mới kêu là giải thoát. Giải thoát không phải là giải thoát cái gì ở bên ngoài. Giải thoát nó có ba loại. Giải thoát hoàn cảnh. Giải thoát hoàn cảnh. Giải thoát cái tự tâm của mình. Mà cái tự tâm mình cần giải thoát hơn là hoàn cảnh. Tại vì có những hoàn cảnh không làm gì hơn được. Hồi nãy đi trên đường mà chỉ có một chút đi xuống cái gì Holland Tunnel gì đó, còn chút chỗ đó thôi mà tiến không được, lùi không được. Bởi vì muốn đi về hướng này chỉ có con đường tiến chứ không có đường lùi, phải không? Mà cũng không thể nào quẹo trái, cũng không thể nào quẹo phải. Đường đi chỉ có một, anh chấp nhận được nó, anh ở yên đó, cứ từ từ mà nhích thì gọi là giải thoát. Nghĩa là có những cái chuyện mà chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng mà cái quan trọng là tâm mình bằng lòng và mình giải thoát bằng cách nào. Mình gặp một người, mình gặp một cái người mà mình phải sống với họ, nhưng mà họ luôn luôn họ làm mình khổ. Bây giờ mình giải họ đi đâu? Mình không thể giải họ đi đâu hết, phải không? Mình thấy tôi phải giải thoát ông trước khi tôi giải thoát tôi. Giải thoát kiểu đó, mình vừa giải thoát họ xong thì mình cũng bị ràng buộc ở chỗ khác. Hiểu ý mà nói vậy. Cho nên quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái tự tánh giải thoát. Cái chân thật của giải thoát là tâm mình rời khỏi mọi ràng buộc. Thật sự ra khi Pháp Hòa đến đây mà thấy xe đậu như vậy, mà thấy chiều nay tối nay đã 8 giờ tối hơn rồi, mà ở đây hơn 300 người, gần 400 người hiện diện ở trong cái chùa Viên Giác Nguyên này, thì quả thật là một cái niềm khích lệ rất lớn cho Pháp Hòa. Mà thật sự Pháp Hòa cảm xúc vô cùng là vì thấy cái tinh thần của quý Phật tử ở cái vùng này nói riêng và ở nước Mỹ nói chung, và tinh thần tham mộ Phật Pháp, luôn luôn muốn hướng thượng hướng thiện. Quý vị đang hướng về nẻo giải thoát đó. Phật Pháp có ba hướng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta đang hướng về con đường lành, nghĩa là chúng ta đang hướng giải thoát rồi, không cần đặt vấn đề giải thoát. Vì chúng ta ở trong cảnh ràng buộc mà chúng ta giải thoát. Có nhiều người ở trong cảnh giải thoát nhưng mà lại sanh ràng buộc. Ví dụ như có khi mình ở một cái hoàn cảnh rất tốt, nhưng mình không hề mình thấy có nhiều vị được nghỉ ngơi, không có làm gì thì nó sao chán quá, không có việc gì làm. Mà khi mà chán quá không việc gì làm thì đi đâu? Đi chơi. Mà đi chơi thì chắc gì gặp bạn lành. Nó thôi đi vô chùa làm công quả đi. Chùa công quả cuối tuần là ngày thường không có chuyện cho công. Cho nên là rốt cuộc mình đi chơi những cái chỗ, từ cái chỗ muốn đi chơi cho vui, nhưng mà cuối cùng lại sanh ràng buộc. Nghĩa là bắt đầu mắc nợ, có những cái vấn đề trong cái đời sống tình cảm gia đình vân vân. Cho nên trong cảnh giải thoát, đôi khi chúng ta tự tạo cho mình một cái ràng buộc. Có một vị thầy đến cầu một học với một người thầy khác.
nó xin thầy dạy cho con phương pháp giải thoát. Người thầy hỏi ai trói ông? Nó dạ không ai trói con. Nó vậy tại sao ông cần phải giải thoát? Khi mình thấy mình bị một cái gì ràng buộc, mình mới giải thoát, mình mới cầu giải thoát. Cho nên nhà Phật nói tu đến chỗ giải thoát là tu làm sao? Tu đến chỗ giải thoát là ở chỗ nào? Giải thoát ở chỗ nào mà đến? Nghĩa là ngay trong cái pháp tu mình á, mà tu không khéo là cũng sanh ràng buộc, chứ không hề giải thoát chút nào. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình tụng kinh mỗi tối nè, đi làm về tụng kinh mỗi tối mà tụng kinh, hôm nay mệt quá không có sức khỏe vẫn tụng kinh mà tụng 15 phút, tụng kinh không cần chuông mỏ. Hay là bây giờ gia đình mình á, ở xứ này mùa đông mình không thể thắp nhang được, thì mình tụng kinh không mà không hề phiền lụy là phải có cây nhang, thì ngay cái tụng kinh là mình cũng đã giải thoát rồi. Có nhiều khi mình á, chọn pháp mình tu, nhưng mà càng tu thì cái pháp nó càng cột mình. Niệm Phật á, phải có chuỗi, phải có Phật Di Đà trước mặt, ví dụ vậy đó. Cho nên mình rất là nhiều những cái phiền lụy mà chúng ta đã tạo ra. Cái ăn mà chúng ta chưa thoải mái được là ăn không giải thoát, mặc dù không ai cấm cản mình ăn. Thôi đừng nói cái ăn cái mặt, ngay cái chuyện tu hành, mặc dù ai cũng nói tu để giải thoát, nhưng mà ngay khi chúng ta nghĩ ra cái nhận cái pháp tu là chúng ta đã bị ràng buộc bởi pháp tu. Cho nên người Phật tử chúng ta phải nhận ra cái điểm đó để chúng ta tu mà không bị khổ. Hôm nào có chuông mỏ tụng kinh thì mình tụng, không có mình tụng không. Đừng nghĩ rằng mình niệm Phật phải cái gì đó, ngay cả tu mà tới hồi mà chết mà thiêu ra đống xương không cũng buồn, nó phải có xá lợi mới vui. Thành thử đừng để mấy cái đó nó ràng buộc mình. Cái gì mà nó làm cho mình bị lụy, bị hệ, hệ là cột, lụy là chìm xuống. Mình cột cái đó rồi là mình chìm xuống, cho nên gọi là hệ lụy. Mà mình tu mà cầu giải thoát, nghĩa là tâm mình phải rảnh rang trước mọi hoàn cảnh. Bây giờ Pháp Hòa đi qua đây, qua Mỹ nói chung là mọi phương tiện đi lại đều tùy thuộc vào các ngôi chùa, các Phật tử sạch sẽ. Giờ Pháp Hòa có muốn đi hơn nữa cũng có được đâu, mà sao không ngồi trên đó cho nó giải thoát. Ngồi mà chằn chọc kêu dãy thác, dãy dụa rồi chết. Cho nên cái sự chữ tu làm sao để giải thoát. Giải thoát là một cái gì nó đã có sẵn, tại chúng ta không thấy thì chúng ta mới không giải thoát được nó. Chứ hoàn cảnh mọi thứ mọi vật, cho nên tự tâm mình giải thoát, mình đừng có bắt người khác giải thoát. Vừa rồi Pháp Hòa giảng ở New Orleans tuần trước nữa, thì Pháp Hòa có nói có một cái người đó đi tìm cái gì đó gặp thật là cao siêu trong đời, thì cuối cùng gặp một nhà thông thái nói con hãy đi theo con đường này và nhìn theo cái bản thứ nhất. Thì ông thấy rằng một cái bản thứ nhất đã là thay đổi thế giới. Ông cũng tranh đấu đủ kiểu hết, nhưng mà thay được phần nào thôi chứ thế giới sao thay. Rồi ông điên hồi cái ông gặp cái bản thứ hai, nó thay đổi người khác. Ông cũng tranh đấu dữ lắm, thay đổi đủ kiểu hết mà khác được mấy người đó. Vợ ông thay đổi chưa rồi. Rồi cuối cùng ông đi tới cái bản thứ ba, ông thấy là thay đổi bản thân. Ông cũng cố gắng thay đổi đủ kiểu hết, ông không chấp nhận được ông. Rồi cuối cùng nhà thông thái nói bây giờ con thấy mặt này rồi, con đi ra mặt sau đi. Cuối cùng đi ra mặt sau, ngay cái bản là thay đổi bản thân, có câu là chấp nhận bản thân. Đi tới đằng kia chấp nhận người khác, đi tới đằng kia nữa là chấp nhận thế giới. Thay vì mình muốn thay đổi, thật sự mình muốn thay đổi, nhưng có những cái mình biết mình là ai, thay đổi cách nào. Mà mình chưa biết mình là ai, làm sao mình thay đổi mình. Cho nên có nhiều người muốn thay đổi mình dữ lắm, nhưng mà mình phải biết mình là ai để mình được thay đổi. Cho nên thay đổi mình, thay vì mình làm đủ cách, thí dụ như mình là người Việt nhưng mà cứ muốn sống kiểu Mỹ không à, muốn thay đổi của mình nhưng mà không được. Nói tiếng Mỹ hay cỡ nào người ta vẫn nghe ra, đâu đó còn chút cơm với nước mắm xì dầu, nó không thể hoàn toàn là cheese với burger được.
Cho nên á, cái chữ giải thoát trong kinh thường nói trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Vậy thì giải thoát nó không có nơi chốn, mà ở ngay cái giây phút này. Hồi nãy giờ không biết là trong khi chờ đợi Pháp Hòa là ở đây sinh hoạt cái gì, ví dụ như là niệm Phật, tụng kinh hay là hát hò chi đó. Có không? À, hát với hò phải không? Để mà mình khỏi thoải mái và không thấy cái thời gian đó lắm. Cho nên thưa đại chúng, tu làm sao giải thoát ngay cái chỗ mình tu, đừng bị kẹt một cái gì. Pháp Hòa nói ví dụ một ngôi chùa. Bây giờ ví dụ quý vị thấy không? Phật Bồ Tát thì hằng hà. Mình không có biết được, chỉ cần một tượng Phật cũng đại diện cho tất cả. Ở nhà mình cũng vậy. Ví dụ mình không có chỗ, mình thờ một tượng Phật Thích Ca hay là một bức hình Quan Âm là tượng trưng cho tất cả. Không phải là tu tịnh độ phải có Phật Di Đà mới được. Phật Di Đà đó cũng chỉ là cái hình thôi, không có ai xác định Phật Di Đà ra sao hết. Thành thử ra mình không có hoàn cảnh thì mình phải chấp nhận. Bây giờ một hình Phật mà mình để trang nghiêm vẫn hơn là chỗ nào mình cũng treo. Rồi người nhà mình không thoải mái với những bức hình đó của mình, rồi mình nói ông tội lỗi lắm nghe, Phật mà cứ la thế này thế nọ. Tại mình không biết được cái chỗ nào để mình phải đặt để chật, mình sắp xếp theo chật. Đấy, quý vị thấy không? Ai tưởng tượng được cái chùa như cái nhà này mà ở đây giờ gần 500 người, ai tưởng tượng được. Cho nên mình biết cách sắp xếp thì mọi việc nó cũng xong. Cho nên thôi thì cái tu làm sao để ngay từng bước chân của mình, ngay cái ăn của mình đừng chấp trước là ăn vậy thôi, ngay cái ngồi của mình. Ví dụ như hôm nay đại chúng ngồi đây, tuy nó hơi chật, nó hơi nóng, nhưng mà so ra với những chỗ trước kia Pháp Hòa giảng là ngồi ngoài sân hoàn toàn. Ngồi ngoài sân như ngày hôm qua đó, ở Baltimore, Maryland là ngồi ngoài sân hoàn toàn. Có những bác đã ngồi trùm hết trơn, chỉ thấy hai con mắt. Thì bây giờ mình ở trong này, mình ngồi đây mà mình thấy rằng mình nóng là nực, nhưng mà cái nực, cái hầm hực này nó vẫn đỡ hơn ngồi ngoài lần. Ngồi ngay đây mà giải thoát liền. Cho nên tu sao giải thoát? Tu ngay bước chân của mình, tu từng hơi thở của mình. Cho con hỏi, con của con từ nhỏ ngủ hay bị khóc đêm, khoảng 12 giờ đêm khóc một hơi rồi nín. Hiện giờ con gái được 6 tuổi, vậy hỏi gì? Này là báo cáo thôi chứ. Báo cáo con căn này bị khóc đêm phải không? Hay là muốn nhờ thầy qua dỗ? Không sao, Pháp Hòa hiểu câu hỏi mà. Tại cũng từng làm mẹ rồi biết. Thật sự ra đó thì cái này tùy theo cái niềm tin của mình, phải không? Có những đứa mà nó khóc đêm vậy đó, rồi người ta cũng ẩm nó lên chùa, cho quý thầy vuốt ve nó vài cái vậy. Có lẽ là gặp mà nó cũng hên, nó gặp thầy mát tay, nó về cái nó ngủ luôn. Nó ngủ khỏe, nó không có gì nữa hết. Thật sự ra cái đó gọi là phước chủ mai thầy. Thế nào gọi là phước chủ mai thầy? Nếu mình bệnh mà mình đi trị bệnh á, mà mình hết bệnh á, là cái phước mình có. Cho nên gặp thuốc rồi mình hết bệnh, hoặc là cơ thể mình nó lướt qua được cơn bệnh đó. Nhưng mà ông thầy ổng ké, ổng trị mình mà ổng ké được. Mình mà hết bệnh là may mắn cho ông thầy. Cho nên gọi là cái gốc vẫn là cái phước của người chủ. Cho nên gọi là phước chủ mà may của ông thầy. Quý vị hiểu ý câu đó không? Phước chủ may thầy là vậy. Ông thầy ổng trị bệnh mà gặp nhầm người hết cho nên ổng may. Pháp Hoài gặp cái trường hợp đó hoài. Ở bên Atlanta có một bà cụ bị đau xương, đau vai gì cũng cần biết. Bà lợi bà nói: thầy ơi, con đau mấy chục năm, thầy vuốt giùm con vài cái cho con hết. Thì Pháp Hòa có biết gì đâu, mình đâu phải đạo vuốt. Nhưng mà bây giờ bà cụ bà tới bà nhờ thì mình cũng tùy thuận, mình vuốt sao khoái hết bệnh. Lần sau trở qua dẫn gái qua tiếp.
bà đó: thầy ơi, bữa hôm thầy vuốt con hết bệnh, thầy lại vuốt con gái con. Pháp Hòa nói trong bụng: thờ không biết kỳ này có may nữa không. Thôi thì bây giờ lỡ có con khóc vậy, đem lên cho thầy trụ trì để vuốt thử. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Con thường nằm mơ thấy ác mộng hầu như khoảng 5-6 đêm một tuần. Mặc dù có những chuyện không hề nghĩ đến, những cơn ác mộng và những giấc mơ không đầu không đuôi làm con tỉnh giấc sợ hãi và mệt mỏi. Vậy có phải con bị nghiệp gì nặng lắm phải không thầy? Có chị bạn nói rằng thần kinh con bị yếu, khuyên con nên đi bác sĩ. Con cảm ơn thầy thật nhiều. Nếu mà hôm nào mà Pháp Hòa có gặp những cái người mà tạo ra cái ác mộng này, Pháp Hòa sẽ nói chuyện, hỏi giùm cho. Thưa đại chúng, căn cứ trong kinh luận á, mình nằm mơ á, chim bao á, nó có 5 nguyên do. Một á, là do thân thể mình mỏi mệt. Hai á, là do hàng ngày mình suy nghĩ đến. Ba á, là cái túc nghiệp của đời trước. Bốn á, là quỷ thần quấy phá. Năm là thiện thần nhắc nhở. Có nhiều khi á, mình gặp một cái hoàn cảnh nào trong quá khứ, trong cái đời trước nào của mình, mà nó tác động vào cái tàn thức của mình. Cái tàn thức là cái chỗ chứa đó, cho đến đời nay. Cho nên thỉnh thoảng mình gặp trong giấc chiêm bao mà bình thường không hề nghĩ đến, như cái vị này. Thì cái trường hợp đó, cái trường hợp đó là do có thể ở quá khứ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ như hồi nhỏ đó, mình gặp một cái tai nạn xe cộ rất là kinh hoàng. Kể từ đó về sau, mình thỉnh thoảng mình ngủ, mình cứ bị những cái giấc ngủ đó giấc, mình thấy lại cái giấc chiêm bao đó. Đó, mình nói ví dụ vậy đi. Thì trong quá khứ, nhiều khi có những cái gì nó tác động mạnh trong tâm thức mình, và nó làm cho mình phải chứa cái đó rất là sâu dày. Cho nên qua tới đời này, thỉnh thoảng cái đó nó hiện. Ở trong chúng ta có một cái gọi là tàng thức, tức là cái chỗ chứa. Giống như bây giờ là cái memory vậy đó. Khi mình ngủ á, là con mắt, mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm cái thức của năm cái căn này nó ngủ. Ví dụ mình nhắm mắt mình ngủ sai rồi thì con mắt đâu có làm việc nữa, thì nó đâu có nhận biết gì nữa đâu. Cái lỗ tai mình không nghe gì nữa, thân mình không xúc chạm gì nữa, thì năm thức này nó ngủ. Có một cái nó làm việc thôi, đó là ý thức. Ý thức nó làm việc, nó đi vô, nó moi những cái gì trong cái tàng thức mình ra. Cũng giống như á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ để chúng ngồi thiền. Quý vị nhắm mắt lại xong cái thì mắt không thấy gì nữa, tai không làm gì nữa, nói chung là ngồi yên vậy rồi là không cử động không gì nữa. Nhưng bắt đầu cái ý thức nó nhớ những chuyện gì, chuyện gì đang ngồi. Ủa, hồi nãy mình đi mình tắt lửa lò chưa ha, rồi cái chìa khóa xe mình để đâu, nãy giờ mình không nghĩ tới. Nhưng mà khi mình nhắm mắt mình định thì cái đó nó đi tìm. Cái ý thức nó vô, cái tàng thức nó ngồi ra. Thì cái ví dụ như vậy cũng giống như khi mình ngủ, năm cái thức kia nó ngủ, chỉ có ý thức nó làm việc, nó đi vô cái tàng thức nó móc ra. Nó móc ra rồi mình có chim bao. Thể mà mình thương người nào, đem ra ban đêm nói. Rồi mình ghét người nào, đem ra mắng, đánh. Cho nên rồi cái trường hợp, hai cái trường hợp kia là không phải. Một là do thân mỏi mệt, hai là do hàng ngày mình suy nghĩ, ba là do cái quá khứ, bốn là có nhiều khi quỷ thần quấy phá, tức là mình thiếu cái đạo lực. Trường hợp như vậy đó thì chúng ta cần phải làm lành, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, định cái tâm cho nhiều, cho cái lực của mình nó trưởng dưỡng trở lại, thì nó không đủ, cái kia nó không đủ, nó áp mình. Nhiều khi có những cảnh như vậy để chúng ta thúc liễm mình lo tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe mà không có cảnh sát, ở xa xa mấy cái đèn chớp chớp mà không biết đèn gì. Nhiều khi là ambulance là gì đó mà thấy cái gì chớp chớp là bắt đầu thắng lại. Thấy không? Thành thử trong cuộc đời mình thỉnh thoảng có những cái trường hợp vậy để cho mình thúc liễm mình trở lại bớt. Cho nên trường hợp mà vị Phật tử gặp như vậy thì nên tụng kinh nhiều một chút.
để định cái tâm. Cái này không phải là mình bị thần kinh, không phải là thần kinh yếu, mà tâm mình nó không có định. Vì tâm không định cho nên thường thấy những giấc chiêm bao. Và người nào thường chiêm bao thấy mộng mị, nên ngồi thiền, nên niệm Phật, nên tụng kinh. Ba cách đó quý vị chọn cách nào cũng được. Hay là quý vị chọn là mình trì một bài thần chú mỗi tối, ví dụ trì chú Đại Bi. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cũng giống như khi tâm mình chưa định, tâm mình không định thì sao? Cái suy nghĩ mình nó không sâu, cạn cợt lắm. Và mình hay rất là dễ phản ứng khi cái gì nó đến với mình. Ví dụ như người ta tới, người ta nói một câu, phản ứng liền. Có nhiều khi mình hớ, vì mình thiếu cái sự trầm tĩnh. Cho nên phải tập cho mình có cái trầm tĩnh. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ để quý vị tập. Khi quý vị lái xe, mùa đông mùa hè quý vị lái giống nhau. Ở bên Canada đó, mùa tuyết đó, thì phải lái thật chậm và thắng thật xa. Không có được thắng gấp là xe nó quay liền. Thì Pháp Hòa tin rằng á, ở những cái xứ tuyết cũng giống nhau. Có điều là quý vị tuyết ít hơn thôi, có thể. Nhưng mà cái nghệ thuật, cái thuật mà người ta chỉ cho mình khi mình lái xe vào mùa đông á, là mình phải, thí dụ cái đèn này kia là mình phải lái chậm, từ từ từ, không thể thắng gấp. Thắng gấp là xe nó quay. Thì mình phải tập cho mình định tĩnh, trầm tĩnh khi lái xe. Mùa hè mùa đông lái giống nhau. Pháp Hòa là mùa hè Pháp Hòa cũng thắng từ xa vậy. Tập cho mình thành một cái thói quen. Bên cạnh đó cái gì cũng từ từ. Ví dụ như bước xuống cầu thang cũng đi từng bước. Cái gì, thí dụ trước khi mình dỡ cái nắp, mình phải biết rằng cái nắp nó làm sao. Nó nóng, kiếm cái đồ cầm. Khi uống nước, cầm ly nước lên, mình biết nó nóng thì phải thổi. Đôi khi mình có thói quen cầm lên biết nóng mà vẫn đưa vô uống, uống sao nóng quá, nóng quá, phỏng phỏng. Tại vì mình biết vẫn là nóng nhưng mình vẫn uống. Cái đó Phật gọi là gì? Biết mà cố phạm. Cho nên cái tánh mà hấp tấp của mình nó quen rồi, nó thành một cái thói quen rồi. Cho nên mình phải tập ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Cái gì cũng từ từ. Từ từ đây không có nghĩa là lúc nào cũng cái kiểu như là mình giả bộ, không phải vậy. Ở đây có nghĩa là chúng ta phải tập trầm tĩnh trước mọi tình huống để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề cho nó dễ. Cho con hỏi, nếu phụ nữ tới tháng có đi chùa được không? Có lại Phật được không? Có tội hay không? Thưa đại chúng, cái điều này nó rất là thật. Quý vị đừng ngại gì hết, cứ bình thường. Không hề có tội. Không hề có tội và không hề có một sự kiên cử gì cả. Tại sao? Vì đó là cái chuyện thường tình của thân thể người nữ. Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài hiểu còn hơn mình nữa kìa. Nếu mà nói dơ, không phải vậy gọi là dơ đâu. Xin lỗi, người bình thường không tắm cũng dơ như thường. Nếu nói dơ, cái miệng mình cũng dơ, lỗ tai mình cũng dơ. Đại chúng quán chiếu lại, trong con người chúng ta 36 cơ thể, bộ phận của chúng ta có 36 phần, mà trong cơ thể này đã 9 chỗ bài tiết tạp dơ, 9 cái lỗ, gọi là cửu khiếu. Cửu khiếu tức là 9 cái chỗ phát ra chỗ dơ. Hai con mắt mình nè, hai lỗ tai mình nè, hai lỗ mũi mình nè, lỗ miệng mình nè, rồi đường tiểu, đường tiêu, chỗ nào cũng tiết ra tạp dơ cả. Rồi bây giờ mình lo mình tắm, mình rửa, mình xà bông, mình xà thơm đủ thứ, mà ở trong này nó cũng chứa bụng dơ. Thành thử ra nếu nói dơ là dơ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chứ không phải cái chuyện đó mới dơ. Đừng ngại chuyện đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ không lẽ vậy là không chùa mấy sư cô không tụng kinh. Đừng ngại chuyện đó. Không tội lỗi gì với cả. Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài thấu đáo lý lẽ đó còn hơn mình. Chỉ có phàm phu mình đủ chuyện thôi. Giờ mình không được đi tụng kinh. Xin lỗi, bây giờ mình có đánh răng cho sạch rồi, cũng có thật sạch không? Cũng chỉ là tạm thôi. Miếng ăn mà mình để trên bàn thật là thơm, thật là ngon, nhai ba cái nuốt
ra khỏi cổ họng là thành tạp dơ rồi. Đồ bổ cỡ nào, đồ dở cỡ nào, đồ ngon cỡ nào, vô trong cái đường ruột rồi hồi nó ra giống nhau. Nếu nói gọi là phân tích cái dơ, cho nên quý vị yên tâm chuyện đó, không hề tội lỗi và không cần né tránh, cứ bình thường. Cái quan trọng là chúng ta biết tắm rửa giữ gìn, để mình cảm nhận rằng mình tạm sạch khi mình đến với cái sự gọi là mầu nhiệm thiêng liêng vậy thôi. Quý vị giải thoát chỗ đó nha. Tu vậy là tu giải thoát. Tu như vậy gọi là tu giải thoát đó. Còn không là càng tu càng ràng buộc. Thưa Thầy, some say Buddhism is not a religion. Xin Thầy giải thích câu đó đúng hay sai? Nghĩa là thưa Thầy, có người nói rằng Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Điều này có đúng không? Dạ đúng vậy. Bởi vì tôn giáo là có thần linh. Trong tôn giáo phải có thần linh. Mà Đạo Đức Phật không phải là thần linh. Thần linh là nhận của người ta rồi xong ban phước giáng họa. Theo thần linh phù hộ, cho lên trển ở. Không theo thần linh gửi xuống dưới. Vậy là thần linh hợp tác hết rồi. Thần linh đó đã có ký contract hết rồi. Có chia chác với ở trển với dưới rồi. Ở giữa này nhận rồi chia. Tôn giáo mới có thần linh. Đạo Phật không phải tôn giáo. Bởi vì hễ tôn giáo là có đức tin. Mà đức tin mà không có sáng suốt thì gọi là cuồng tín và mê tín. Mà Đạo Phật là gì? Đạo Phật là một lý lẽ để chúng ta sống. Đạo Phật là con đường dẫn chúng ta sống thượng, sống thiện, sống giải thoát. Chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ, vẫn nói, vẫn hành xử. Nhưng hàng ngày chúng ta hành xử, nói năng, làm việc toàn bằng những cái tập khí phiền não của mình. Cho nên nói làm ta khổ, hành động làm cho người ta khổ, ăn uống không chánh niệm. Bây giờ lấy ánh sáng Đạo Phật soi vào mỗi cái nếp sống của mình. Ăn có chánh niệm là ăn phải cẩn thận, cái gì đưa vào cơ thể để không mang bệnh tật cho mình. Nói có chánh niệm, mình có quyền nói, nhưng nói có chánh niệm là nói những gì để cho người khác bớt khổ, bớt buồn. Chúng ta vẫn hành xử, nhưng hành xử như thế nào để cho nó dễ thương. Tại vì thủy chung đời người ai cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà có những cái chết mà người ta còn thương, còn có những cái chết người ta nói làm sao? Mừng. Khi con sanh ra là một đứa nhỏ, con khóc, người xung quanh cười. Cười vì con đã sanh ra bằng một đứa nhỏ khỏe mạnh. Vậy con hãy sống như thế nào để khi con mất, con cười mà người ta khóc. Đạo Phật nếu chỉ là tôn giáo thì chúng ta chỉ tới lại thần linh, xin thần linh. Rồi chỉ có tin thần linh là một đấng tối cao và không hề biết thần linh giải gì hết. Chỉ cứ cúc cung vâng giữ mà vâng mà không biết cái gì. Tại sao vâng giữ mà không biết giữ cái gì? Cho nên Đức Phật không hề là một đấng thần linh, mà Đức Phật chỉ là một người thầy. Đức Phật chỉ là một người thầy, mà người thầy này là người thầy tỉnh thức giác ngộ. Cho nên chữ Phật là tỉnh thức, chữ Phật nghĩa là giác ngộ. Vậy thì Đạo Phật là đạo giác ngộ chứ không phải đạo mê tín. Còn cái chuyện mà mình đến trước Phật, mình lại, mình xin, mình cầu, mình nguyện đó, chẳng qua là một phần nào để an ủi những lúc chúng ta đau khổ. Nhưng mà cuối cùng cũng phải dạy cho chúng ta tu tập, chứ không phải nhờ đó không mà được. Ví dụ như người ta đang bệnh quá, nói chị lên tụng kinh cầu an cho. Người ta lên ta tụng kinh cầu an tiếng đồng hồ, cái người ta nghĩ là người ta được. Mình gia tâm, mình gửi gắm cái bình an của mình, ít nhất người ta cũng an được giờ đó. Rồi người ta cũng cảm nhận được cái năng lượng yên lành mà mỗi người đang thương họ gửi gắm tới họ. Cầu siêu, chết rồi nhờ thầy tới cầu cho siêu. Thầy không cầu ai siêu được. Nhưng mà có thầy đến
tự nhiên gia đình cũng cảm thấy theo phong tục Việt Nam thì ấm cúng. Theo cái cảm tình thì sao? Mình cảm thấy mình được cái sự quan tâm của thầy đến tụng thầy kinh, và mình cũng nghĩ rằng người thân mình quẩn quẩn đâu đây nghe được lời nhắc nhở. Nhưng mà thật sự siêu hơn hết là người sống hưởng. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rõ mà, những gì chúng ta làm cho người mất, trong 7 phần công đức người sống hưởng 6 phần. Đó, rõ ràng như vậy. Người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng 6 phần. Hỏi phần gì? Dạ phần ăn. Cúng bài linh đình, nhưng mà cuối cùng người sống ăn không chứ có ông bà nào ăn đâu. Thực tế là vậy. Đó là nói cái chuyện ví dụ vậy đó. Nhưng mà thật sự tụng một thời kinh đó rồi, thí dụ tụng thời Địa Tạng đi, có phải người sống nghe được tội phước nhân quả, biết khép mình, biết chỉnh đốn mình, đời sống mình an hơn? Rõ ràng cái hình thức đó là một cái hình thức để hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta sống. Ví dụ như nói anh theo tôn giáo nào, mình cũng theo lệ, mình trả lời dạ tôi theo Phật giáo. Nhưng mà chữ Phật giáo là gì? Phật là tỉnh, là giác. Giáo là dạy. Nghĩa là Phật giáo nghĩa là dạy cho mình sống tỉnh giác chứ không có mê lầm. Cái điều Phật nói mà nó không phù hợp với mình, quý vị không theo cũng không có chút tội lỗi nào hết. Bây giờ nói là đa phần là Phật tử ăn chay, quý thầy là ăn chay. Bây giờ kiểm lại Phật tử tại gia mình, mấy người được ăn chay trường, rồi mấy người ăn chay trì. Có những người mang danh đạo Phật đi chùa một ngày cũng không có, mặc dù là đạo Phật nha, nhưng mà đi chùa không có đi. Một năm giỏi lắm đi ngày mùng 1 lấy lệ, không có nghe giảng, không có, mình không có ép buộc cái gì hết. Phật giáo không có một cái gì, bởi vì nếu mà tôn giáo là có điều lệ, tôn giáo là có điều lệ, à, anh phải thờ này, anh cúng kia, anh không làm anh tội lỗi gì đó. Phật giáo không có, quý vị không nghe đó. Nhưng mà nếu quý vị tới chùa, quý vị quy y á, là không phải quy y để mà gọi là thờ Phật làm cái đấng tối tôn tối cao của mình, để thề thốt gì với Phật, trọn đời hiến dâng gì cho Phật. Mà quy y để nghe Phật, nhận cái lời của Phật là giữ năm giới. Đừng giết người hại vật, không trộm cắp gian tham, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha, cờ bạc hút sách. Bây giờ năm cái đó mình giữ lợi cho Phật hay lợi cho mình? Lợi cho mình. Mà rõ ràng năm cái đó có liên hệ gì tới đạo giáo đâu. Anh đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì không cần biết, anh giữ được cái này là anh có lợi. Dù anh đạo gì đó, nhưng mà rõ ràng không, năm cái này nó có liên hệ gì đó một cái đấng thần linh tối cao nào đâu. Nó rõ ràng cho con người. Mà hãy giữ được cái này là gia đình hạnh phúc, xã hội an lành. Vì vậy cho nên cái lá cờ Phật giáo có 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho 5 giới. Mà xanh, vàng, đỏ, trắng, cam còn tượng trưng cho 5 châu. Nếu 5 châu này giữ 5 giới này thì cả thế giới đại đồng. Cho nên ở dưới này có 5 cái nhỏ nhỏ nó nói nhau. 5 cái nhỏ nhỏ đó là tượng trưng cho sự dung nạp. Còn nếu muốn phân tích chi tiết nữa, tóc là xanh, da là vàng, máu là đỏ, xương là trắng, tủy là cam. Đó là một con người. Mỗi con người giữ 5 giới thì thế giới an lành, gia đình hạnh phúc. Giữ 5 này Phật không có lợi gì hết á. Mà mình có làm 5 điều này Phật cũng chẳng hại gì. Nhưng mà gia đình mình đổ vỡ, xã hội mình không bình an. Quý vị rõ được chỗ này ha. Cho nên á, thật sự ra theo cái ngôn ngữ thường tình trả lời người ta là tôi đạo Phật, tôi Phật giáo. Nhưng mà nói cho cùng là Phật giáo là dẫn hướng chúng ta sống chánh niệm tỉnh thức. Anh vẫn ăn, nhưng mà ăn phải chánh niệm tỉnh thức, còn không thì anh mang bệnh. Mà lỡ anh ăn bậy bạ rồi anh bệnh rồi, bây giờ học tiếp nữa, cẩn thận tiết chế, đừng để nó bệnh nữa. Thưa thầy, xin thầy thương xót chỉ con, chỉ pháp hành dễ thực tập trừ bỏ tâm sân và tật đố. Muốn bỏ tâm sân tật đố
nhưng mà phải thêm câu cái gì dễ làm. Cũng giống như nói con muốn đãi tiệc 10 món mà món dễ á. Món dễ thì mì gói, nước tương, trứng chiên, còn cái gì thật sự, cái gì mà nó cũng là dễ nếu mình biết, không biết là nó khó. Thí dụ bây giờ quý vị biết nấu cà ri mà người ta nhờ nói nấu cà, nói một nồi cà ri là dễ dàng tới biết nấu. Cho nên cái dễ không phải là nó khó, mà tại mình biết thì nó dễ. Cái khó không phải tại nó khó, mà tại mình không biết thì nó khó. Con người mình á, tham, sân, tật đố, đó là những cái chất độc mà mình đã huân nhiều đời, nhiều kiếp, rồi cộng thêm môi trường đời sống hiện tại. Cho nên Phật dạy mình là hãy quán chúng sanh xung quanh mình đều là bà con quyến thuộc, để mình giảm được cái đó. Hằng ngày á, quý vị muốn giảm được cái tâm sân si ích kỷ á, mỗi ngày á, ai cho mình cái gì phải thấy cả một sự biết ơn. Ở trong phát Bồ Đề Tâm Văn á, Ngài Thật Hiền có nói cái chỗ phát tâm Bồ Đề mình á, phải dựa theo 10 chỗ. Có 10 thứ để phát tâm Bồ Đề. Trong đó vì chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Tại sao? Vì chúng sanh từng là bà con quyến thuộc của mình. Đấy, Pháp Hòa rất là hạnh phúc. Tại vì đi đâu Pháp Hòa cũng có bà con quyến thuộc hết. Đi đâu Pháp Hòa cũng có cô, chú, dì, dượng, cha, mẹ, ông, bà của mình hết. Cho nên mình thấy mọi người đồng đẳng như vậy. Pháp Hòa chưa hề bao giờ nghĩ ôi mấy vị này là Phật tử, mình là người xuất gia cao hơn bậc. Không. Luôn luôn nghĩ mình được đi gặp bà con quyến thuộc Phật Pháp của mình. Nếu người ta không phải bà con quyến thuộc Phật Pháp của mình, mời mình tới người ta cũng không tiếp nữa chứ đừng nói. Người ta ngồi đây người ta chờ mình cả giờ đồng hồ. Cho nên trân trọng lắm. Mỗi ngày mình phải mở tâm mình trân trọng mọi người, trân trọng những gì người khác làm cho mình. Rồi mình thấy cái hay của người, mình học. Cái dở của người ta cũng học. Mà học cái gì biết không? À, học cái vĩnh viễn phải chừa. Không làm cái đó. Cho nên á, nó dễ nhưng mà không phải dễ. Tại vì mình qua mình bị cái này nhiều. Cho nên biết mình sân si nhiều, mà bây giờ muốn tập tha thứ trừ bỏ tâm sân phải cố gắng. Cũng giống như mình biết á, mình ghiền cái gì nặng rồi thì phải cố gắng lắm mới bỏ được cái đó. Còn cái gì mình mới tập tành thì bỏ nó dễ. Sau thời tụng kinh đại chúng thường đi kinh hành, có một quy tắc nào cho bước chân đi kinh hành không? Thường quý thầy dạy niệm chữ Phật rơi vào chân phải, nhưng có nhiều đạo tràng lại niệm chữ Phật rơi vào chân trái. Vậy cách nào là đúng? Thường thường ở trong chùa mình, trong những cái pháp tu để tích cho cái tâm mình tịnh, nó có 4 cách. Một là ngồi, hai là đi, ba là đứng, bốn là nằm. Chúng ta gọi là hành trụ tọa ngọa. Nhưng mà đa phần á, thì cái nằm cái đứng thì ít. Đa phần là ngồi với đi. Khi mà chúng ta ngồi á, yên gọi là ngồi thiền. Chúng ta đi mà có chánh niệm gọi là đi thiền. Đi thiền gọi là thiền hành. Ngồi thiền gọi là thiền tọa. Còn chữ kinh là gì? Chữ kinh là mình trải qua, đi từng bước, hành là đi, đi từng bước trải qua, dòng hai dòng kêu là kinh hành. Không có cái nào đúng mà cũng chẳng có cái nào sai, tùy theo cái bước chân của mình. Nhưng mà hễ mà có lập một cái đạo tràng thì thống nhất với nhau. Có đạo tràng mà quy định là đi như thế nào để chân trái chân phải mình nó đều đặn với nhau thì người ta quy định. Hệ Nam Mô A, chữ A là chân trái phải bước. Di Đà Phật là chân phải phải bước. Cái đó là tại vì mình lấy câu niệm Phật để buộc cái bước chân, để giúp cho bước chân mình chánh niệm phải trái ngay cái chỗ. Bây giờ mình nói mục đích đi thiền hành để làm gì? Để cho mình chánh niệm, đem cái thân tâm mình trở về một mối, chứ không phải là cái chuyện là mình làm cái gì đặc biệt đâu. Thay vì mình ngồi, ngồi đau quá, mỏi quá, đi.
Bây giờ đi sao cho có chánh niệm? Thì bây giờ các vị mới tập cho mình niệm Phật. Tại vì mình ở bên cái truyền thống Đại Thừa Bắc Tông thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, chứ như ở bên Nam Tông người ta có Phật Di Đà đâu người ta niệm. Thì người ta niệm gì? Bước chân trái, ta nói đây là bước chân trái. Bước chân phải, ta nói đây là bước chân phải. Bước chân nào mình biết rõ đó, tên gọi của bước chân đó. Miễn là sao trong khi mình đi mà mình không bị quên lãng. Đi mà có chánh niệm gọi là đi kinh hành hay là đi thiền hành. Nhưng mà mình lấy câu niệm Phật để giúp cho tâm mình cột quên vào đó. Nam mô A. Mình có chuông có mỏ thì cốc, cốc, ben, cái mình A. Ben, ben, cốc, Di Đà Phật. Tại vì mình có chuông có mỏ mình niệm vậy. Ở nhà mình á, không cần vậy đâu. Mình cứ đi thanh thản, đi thật thanh thản. Nam mô A. Bước chân trái, Di Đà Phật. Nhưng mà đi thư thả, không cần đi như cái máy. Không, hễ mà đang lỡ mà cái chữ Phật nó ngay cái chân trái cái lật đật đi trước nữa cho chữ Phật nó ngay chân phải. Quý vị thấy thỉnh thoảng cũng có người đang đi vậy, cái chân trái lỡ ngay chữ Phật cái lật đật bước lên. Thật sự ra tại vì ở trong một cái chúng đông thì phải có một cái quy định nào đó để cho mọi người theo cái bước chân nó nhịp nhàng để nó không có lộn xạ. Chứ còn mình ở nhà một mình bình thường thôi, cứ đi thông thả niệm, ai kiểm mình, ai hối mình đâu, trước không có người, sau không có người, mình thênh thang mà bước chi cho nó đúng này đúng kia. Sở dĩ người ta đúng vậy là để cho bước chân này đừng dẫm bước chân kia. Cái ý nó vậy chứ nó chẳng có cái một cái quy định nào cả. Nhưng mà sở dĩ tạm thời quy định để chi? Để chúng ta ổn định thứ lớp trong một cái môi trường đông. Giống như chuông mỏ tụng kinh trong chúng là để bởi vì chúng đông, tụng không có ăn rập, cho nên tạo một cái mỏ để tụng cho nó ăn rập. Chứ còn mình tụng một mình ở nhà, không chuông mỏ, không có sao hết. Tụng một mình mà ai rượt đâu. Tụng từ từ cũng mình nghe, mà tụng chậm rãi cũng mình nghe, tụng nhanh nhẩu cũng mình nghe, khỏi chuông khỏi mỏ. Có nhiều vị gõ liên tu bất tận mà miệng là tụng rất chậm. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tì. Chuông mỏ điên đường hết trơn mà cứ trùm hết trơn vậy đó. Đó. Thành thử ra mình nhớ tất cả những đó chỉ là một phương tiện. Vậy thì cái tốt nhất nếu ở nhà đi kinh hành thì chúng ta tự do. Còn nếu mình đến đạo tràng nào người ta hướng dẫn sao mình đi theo đạo tràng đó. Chứ nói không, đạo tràng này đi sai nè. Đi chân trái là sai, phải đi chân phải mới đúng. Mình tới đâu thì mình làm như vậy. Ví dụ như ở đây mình lái xe, cái người lái xe, cái tay lái nằm bên đâu? Nằm bên trái. Mẹ qua bên Úc á, tay lái nằm bên phải. Rồi không lẽ mình qua bên Úc mình nói lái, người ta lái sai. Phải không? Thành thử mình tùy thuận ở đâu mình làm vậy. Nhưng mà tất cả chỉ là một phương tiện. Cái cốt cách, cái cốt yếu là đi để chúng ta có tỉnh giác trở về với cái giây phút chánh niệm hiện tại thôi. Cũng giống như á, có người ta niệm Phật, ta ngồi thiền, ta đâu có biết niệm gì đâu, ta đếm số. Hít vô, thở ra, đếm 1. Hít vô, thở ra, đếm 2. Cái đó gọi là sổ tức. Chữ sổ là đếm, chữ tức là hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Rồi có những người Mỹ, họ đâu có biết niệm Phật. Thì Pháp Hòa chỉ cho họ đi thiền hành theo bước chân. Họ bước một bước, I have arrived. Tôi tới rồi. Bước một bước nữa tôi đã về rồi. I have arrived. I am home. Where did you arrive? To the present moment. Where is your home? Present moment. Cho nên người Mỹ họ tập đi thiền hành. Mỗi một bước I have arrived. I am home. I have arrived. I am home. Khi mà đọc như vậy thì cái bước chân của họ chánh niệm từng bước chân như vậy. Rồi có nhiều người á, mấy đứa nhỏ tập đi thiền hành. Đấy, mẹ con có đi khóa tu không? Dạ mẹ con ở nhà. Vậy con đi thiền hành cho mẹ nha. Bước một bước chân, con đang đi cho mẹ. Bước một bước nữa, con đang đi cho ba. Khi mà nó thấy rằng nó đang đi cho mẹ, nó đang đi cho ba, nó không còn nghĩ xa xa, nó chỉ biết ba với mẹ. Thì như vậy là bước chân nó có chánh niệm rồi. Đa số con người mình đi không hề biết mình đi.
thậm chí ăn mà không hề biết mình ăn mà. Tại vì mình ăn với cái iPhone, mình ăn với cái iPad, mình ăn với Facebook, mình ăn với FaceTime, mình ăn với TV, mình ăn với thời sự, mà mình không ăn với thức ăn, mình không ăn với gia đình. Bây giờ đời sống của chúng ta bây giờ là ăn với cái khác không à, thậm chí ngủ với cái khác luôn, ôm cái iPad ngủ suốt. Có nhiều bác viết để lên: thầy ơi, con báo cho thầy hay, tối nào con cũng ôm thầy ngủ. Thưa đại chúng, cái mục đích tu hành đó không phải để mình thành Phật. Thành Phật cũng đúng thôi, nhưng mà chuyện đó khoan đó. Chuyện tu hành là mình thành mình là ai trong giờ phút hiện tại. Mình biết được mình và đời sống trong gia đình của mình. Ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, ngồi biết mình ngồi, uống biết uống. Cho nên đó, khi mình ăn cơm, mình biết mình đang ăn cơm. Mấy đứa nhỏ mình cũng tập cho nó, mọi người lớn phải tập trước. Tới giờ ăn là cất hết mọi thứ, tivi cũng phải tắt, mọi thứ khác cất, ăn một bữa cơm gia đình đâu có bao nhiêu giờ đâu, giỏi lắm là nửa tiếng đồng hồ. Sau đó rồi là mạnh ai nấy đi, con nó về phòng nó học, chồng thì football, vợ phim Hàn Quốc, có ai nhìn thấy đâu. Không có 30 phút thôi mà cũng không có nhiều vị ăn cơm. Còn tới giờ phim đó đó, con mở cho má ăn cơm mà con, mình tập cho nó rồi mai mốt nó nói: má ăn cơm với con nhưng mà con bận nói chuyện với bạn gái, bận với bạn trai. Cho nên là mình phải tập. Cái gì cũng do mình. Quý vị thấy hồi trước kia mình không có, mình đâu lụy gì đâu, giờ có nào dính nấy, có gì dính nấy. Cho nên mình có rất nhiều nhưng mà không giải thoát được món nào hết. Có món nào dính món đó, có món nào dính món đó. Con muốn quy y mà sợ không giữ được 5 điều, xin thầy cho con biết phải làm sao. Dạ khỏi giữ. Giống như dạ thưa thầy, con muốn thắp nhang mà con sợ khói, vậy khỏi thắp. Còn không thắp nhang điện. Cái này Pháp Hòa đùa thôi, nhưng mà Pháp Hòa hiểu cái ý. Thưa đại chúng, nói này ra là mình thương Phật, thương lắm. Phật biết mình hết trơn, Phật biết mình trả giá với Phật dữ lắm. Và Phật biết rằng trong tương lai thời đại phải on sale. Sale 50% nó không mua đâu, sale 75% nó mua. Mà đi ngang shop mà thấy cái giá nào đỏ đỏ là nhào vô liền. Tại vì cái đó là on sale, big sale. Còn không là gì, clearance. Phật dạy trong kinh Nu Bà Tắc nè: người nào giữ 1 cho tới 2 giới gọi là tiểu phần cư sĩ, người nào giữ được 3 giới gọi là bán phần cư sĩ, người nào giữ được 4 giới là đa phần cư sĩ, người nào giữ được trọn 5 giới gọi là toàn phần cư sĩ. Như vậy bây giờ 5 giới giữ không nổi, giữ 2 giới được không? Dư sức. Thật sự mà nói cho cùng 5 giới này chúng ta tuy không thọ mà đã giữ rồi. Giờ mình giết ai? Bất quá gián kiến. Ở đây mai em có thằng lằn á. Thì cái sát sinh là gì? Cái trước hết là đừng giết người hại vật, đừng tán thành khuyến khích mọi sự giết chóc, cũng như không khởi niệm giết chóc. Giận ai quá cũng đừng bao giờ nói: tôi mà đập cái thằng này mà chết mà không ở tù tôi tập liền. Cứ khởi như vậy hoài, thành thử ra lâu ngày nó thành cái tập khí của nghiệp ý, chứ chưa tới hành động, chưa tới. Nhưng mà hai cái nghiệp kia nó có mặt, nghiệp thân và nghiệp ý. Chỉ còn cái là hành động là thành thân nghiệp luôn. Cho nên không khởi.
giận thì nói gì đó, nhưng mà đừng khởi có cái ý là giết gì hết, hay là rủa xả người khác chết đâu chết khuất cho rồi, thí dụ vậy. Sát sinh nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè, lường gạt nè, rượu chè cờ bạc hút sắc, những cái gì mà mình trở nên ghiền không tự chủ được nó đều rơi vào cái thứ năm hết. Hay là thậm chí là ăn uống phải có chánh niệm, những cái gì không hợp cho thân thể đừng ăn, tại vì có những thứ nó sẽ làm mình bệnh. Phim ảnh sách báo nào làm cho tâm hồn mình đảo điên không còn tự chủ phải tiết chế. Đối với người xuất gia là phải tuyệt hẳn, còn đối với cư sĩ là tiết chế. Hay nó rõ ràng, nó rõ như vậy. Ví dụ như người xuất gia là tuyệt hẳn không uống rượu, nhưng mà người tại gia vì xã giao trong đời sống thỉnh thoảng một hai ly để gọi là xã giao, nhưng mà nhớ chỉ xã giao thôi nha, giao xong rồi xã, chứ đừng có thâm giao. Thâm giao là uống mỗi ngày, phải không? Thâm giao là uống mỗi ngày. Còn mới gặp nhau một ly thôi gọi là sơ giao. Một ly lúc đầu gặp nhau là sơ giao, rồi quan hệ với nhau gọi là kết giao, rồi lâu ngày gọi là thâm giao, phải không? Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái gì mà liên tục là sẽ sanh ghiền. Cái gì liên tục là ghiền. Mà khi ghiền là mất tự chủ, mà mất tự chủ thì mình không còn là mình, thì mình bị nó lôi. Uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy không có tội, nhưng có lỗi. Tội là chúng ta thấy rằng chúng ta cố tình làm tổn hại gọi là tội. Nhưng lỗi là mình có cái lá phổi tốt mà không giữ, có lá gan tốt không giữ, mà mình cứ đem những cái chất độc vô hại phổi hại gan là lỗi. Nhưng mà lỗi mà nó cộng mỗi ngày thôi thành tội. Cho nên lỗi mà không trừ thì tội ngay trước mắt. Thời của Phật á, Phật không có cấm uống rượu. Nhưng mà sau đó rồi có những người, người ta do rượu mà phá bốn giới trên, sai rồi là có thể giết người, do nóng nảy cãi gỗ với nhau, sai rồi có thể sanh trộm cắp, sai rồi có thể làm việc tà hạnh, sai rồi có thể nói những lời khổ não tới người khác. Cho nên Phật nói rượu tuy không là gì, nhưng nó là có khả năng làm cho mình hủy bốn giới trước, cho nên Phật cấm. Mà thưa đại chúng, Đức Phật rất dân chủ, Phật không hề chế bất cứ một giới nào nếu không có người vi phạm. Hôm rồi chở Pháp Hòa từ ở phi trường về chùa, em Phật tử ngồi trên xe nói thầy con có thắc mắc, tại sao quý thầy 250 giới, quý sư cô tới 348 giới? Pháp Hòa mới nói thật sự nếu mà nói giới nói nghe cho nhiều, chứ phần lớn là oai nghi. Ví dụ người tu không được đứng chống nạnh thành giới, người tu không được đi đánh đằng xa hai giới, người tu không được vừa đi vừa nhảy ba giới. Nhưng mà nếu nói khơi khơi người ta không giữ, phải thành giới người ta mới sợ mới giữ. Nhưng mà Đức Phật không phải khi khổng khi không kêu mấy cô lại, kêu mấy thầy tới nói nè, từ nay về sau không đứng chống nạnh, không có đi, một người nào phạm thì giới đó được chế. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Tùy phạm, tùy chế. Tùy theo cái phạm của người mà Phật chế cái một cái giới. Chữ chế là vậy đó. Chế là mình chế tác ra, vậy đó. Như vậy thì có người vi phạm, luật nó mới hình thành. Có phải không? Cũng giống như hồi xưa đi phi trường, làm gì có cái chuyện là cấm đem nước. Làm gì có cái chuyện gọi là cấm đem những cái chất loãng mà hơn 100ml. Mà kể từ khi khủng bố 911 bắt đầu kiểm soát chặt chẽ, rồi sau nhiều trận nữa bắt đầu mới gắt gỏng hơn. Nói vậy thôi. Có người vi phạm, có vấn đề xảy ra thì chúng ta mới hiện thành luật pháp. Cho nên Đức Phật rất dân chủ, không bao giờ nói một điều gì mà không có căn cứ mà nói. Điều thứ hai, Phật dạy trong kinh, trước khi Đức Phật mất Niết Bàn, Phật nói điều gì tôi đã nói, nhưng mà sau này
luật lệ vẫn vận dụng thì quý vị phải theo. Tức là có những điều tôi chưa nói nhưng mà hợp tình hợp lý với quốc độ quý vị đang sống, quý vị phải theo. Thí dụ như thời Phật, Phật chưa chế có cái giới là lái xe không được nói phone, lái xe không được bấm GPS. Vì thời Phật chưa có cái đó. Nhưng mình đang sống trong một quốc gia mà phone và GPS dễ làm gây tai nạn. Cho nên luật pháp đã quy định là không được làm điều đó. Mình là người tu phải theo cái đó. Không nói không, tôi dở trong luật rồi, không có câu nào như vậy hết, cho nên tôi thoải mái tôi làm. Thì được thôi, anh thoải mái anh làm thì anh cũng thoải mái gặp cái quả tai nạn hay là bị cái tiết kích nào đó, vân vân. Cho nên Phật rất hay. Rồi bây giờ á, vị Phật tử này muốn quy y mà sợ không giữ được, bộ không quy y giữ được sao? Tại sao phải quy y? Quy y để biết mình là Phật tử, tự mình phát nguyện trở thành Phật tử và cố gắng làm. Nếu không nguyện, không hứa, không bao giờ làm. Chiều nay Pháp Hòa lỡ hứa rồi. Nếu mà phone tới thầy nói thầy ơi tôi mệt quá, xe kẹt quá, thôi thầy cho tôi, thầy cho con được ở nhà nhé, không đi. Từ đó về sau mình sẽ được mệnh danh là con ma nhà họ Hứa. Nhưng mà mình hứa thì mình sẽ cố gắng mình đi, dù tới trễ nhưng vẫn có mặt. Biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. 8:30 sớm hơn 9:00. Cho nên á, mình mà tỉnh giác mình tu á, nói trời ơi 70 tuổi tôi mới tỉnh ngộ. Biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Có những người nhắm mắt rồi chưa chịu tu. Còn mình 70 tuổi mình tu, tuy là trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Ai mời mình đi ăn, dạ 5:00 tôi cố gắng tôi tới, là nhớ trong đầu sắp xếp. Còn nói câu dạ không biết à, thấy mặt tôi biết à, không bao giờ tới. Bởi vì không hứa thì không để tâm, không để tâm thì không làm. Tại sao hai người đó thương nhau mà phải đám cưới? Sống chung vậy được rồi. Đám cưới để xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ. Thì cái lễ cưới đó tác động, tác hợp hai người này bây giờ chính thức là vợ, là chồng, là người có gia đình. Thì mình cũng vậy, cái lễ quy y phải có để chúng ta hướng tâm phát nguyện. Mà có phát nguyện thì chúng ta cố làm, cố giữ. Có nhiều khi nó thôi tôi không quy y đâu, tôi còn dữ lắm, khi nào tôi hiền tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y chỉnh từ từ nó mới hiền bớt chứ bộ. Nếu mà đợi mà hiền, không tu chừng nào nó hiền, không tu chừng nào hiền. Nếu tôi còn sân si lắm, để tôi hết sân si tôi tu. Trời đất ơi, người ta sân si người ta mới tu, tu cho nó giảm sân si. Còn mình cứ đợi giảm sân si, không bao giờ giảm. Cho nên Khổng Tử cũng nói đó, tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Nếu muốn rảnh, liền rảnh, đợi rảnh, không bao giờ rảnh. Tri túc, đãi túc, xin lỗi, tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ, liền đủ, đợi đủ, chừng nào đủ. Bởi vì con người mình không bao giờ biết đủ. Thấy không? Thành thử ra tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Người mà biết dừng, dừng liền đi, đừng đợi tới trễ hơn rồi thì mình mang lấy nhiều cái khổ đau. Thầy đi xô nhiều quá, vậy thầy có tài xế riêng không? Lên xe hay máy bay thầy ngủ được không? Cảm ơn thầy. Dạ thưa, tuy xô em nhiều nhưng tài xế riêng không có. Lên máy bay và xe em ngủ được lúc có lúc không. Hồi nãy trên xe là không có ngủ, mới vừa chợp mắt ở dưới khiều hỏi cái mấy vị mới nói trời ơi mời thầy lên xe để mục đích cho thầy nghỉ. Thầy trụ trì dặn đi dặn lại nhiều lần nghe, lên xe phải để thầy nghỉ nghe không. Pháp Hòa mới nói làm người ai làm thế. Người ta mời mình lên xe là người ta có mục nhọt hết rồi.
Trời đất ơi, mà mình lên xe mình ngủ nói trời ông thầy kỳ vậy ta. Trời ơi, em cũng biết thân em lính chứ. Cho nên là thầy đi xô thì có nhiều, tài xế riêng thì không có. Lên máy bay hay xe ngủ được, nhưng mà lúc có lúc không. Vậy đáp được chưa? Thưa đại chúng, là hôm nay còn câu gì nữa đây? À, xin bạch thầy giúp cho con hiểu hành trì chú Đại Bi thế nào cho đúng pháp. Tụng đủ là tụng đúng. Thật sự ra thưa đại chúng á, niệm Phật, trì chú, tụng kinh đều là những cái phương pháp giúp cho tâm mình tịnh. Ngồi thiền cũng vậy. Tất cả những cái pháp tu mà chúng ta đang làm chỉ một mục đích, giúp cho tâm mình tịnh. Và khi mình tâm mình tịnh rồi á, có những cái màu nhiệm mà nó có thể đó là cái chuyện bất khả tư nghị, nó không được, không thể giải thích. Bây giờ ở đây chỉ nói một việc thôi: niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền giúp cho tâm mình tịnh. Đúng hay không là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Đi làm về mấy giờ, rảnh rỗi được mấy giờ, sức khỏe được bao nhiêu, trì nhiêu, tụng nhiêu là đúng. Bây giờ hỏi Pháp Hòa rảnh quá, Pháp Hòa nói tụng ngàn 250 biến. Pháp Hòa mới nói tụng vậy mới đúng. Quý vị gục lên gục xuống mà cứ niệm Đại Bi đâu không thấy, thấy thím không? Không thấy chú mà thấy thím. Nếu mà nói đúng là đúng với ai? Mình, thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình mới gọi là đúng. Còn bây giờ Pháp Hòa ở chùa, Pháp Hòa rảnh rỗi, Pháp Hòa có thời gian, Pháp Hòa có không gian, Pháp Hòa tụng, Pháp Hòa nói vậy rồi bảo là đúng, là đúng cho Pháp Hòa mà không đúng cho quý vị. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên quý vị cứ tu đi, cứ tập tu cái pháp nào mình hợp và đúng cái sức khỏe của mình, đúng cái thời gian mình có, đúng cái hoàn cảnh mình có. Bây giờ nè, đi làm về 12 giờ khuya mới rảnh. Nếu có niệm Phật ra ngồi bằng Phật niệm, không tiện vô phòng niệm, không có ai bắt gõ chuông nha. Chứ đừng có beng beng beng, con trong nó lấy gối nó lăn qua lộn lại, tụng cho lớn chuông cho nó ngõ vậy mới kêu tụng. Nó tụng vậy mới đúng. Tội em mà cũng tội Phật. Đó, cho nên mình ứng dụng mình tụng. Ngay cả khi ăn chay. Ăn chay không cần lựa mùng 1, rằm 30, mùng 8 gì hết. Quý vị ăn sao mà thuận tiện cho đời sống hàng ngày của mình. Cứ lựa mỗi tuần chủ nhật đi. Bốn cái chủ nhật là cả gia đình, con cái, vợ chồng cùng ăn chay, dễ nấu nè, dễ nhớ nè, mà tiện lợi vô cùng. Nhiều gia đình tổ chức đi chùa là lời được nửa buổi. Sáng vợ chồng con cái dẫn nhau đi chùa, tụng xong thời kinh, nghe xong bài giảng xuống làm gì á. Trời ơi, save money. Rồi mà bữa nào mà chua mà nấu nhiều mà ế người cái được phần tu go. Rồi đó, đó. Đi chùa kiểu đó dạy gì không đi. Được ăn, được nói, được gói mang về. Cho nên mình tu sao mà đúng với hoàn cảnh của mình, đúng với sức khỏe của mình. Quý bác lớn tuổi rồi, có được quyền ngồi trên ghế, đừng sợ gì cả. Đừng sợ gì hết. Nó không được, ngồi trên ghế phạm tội. Không có kinh nào nói ngồi ghế tụng kinh tội hết. Sức khỏe mình quan trọng. Mình tu mà tu đúng với sức khỏe. Quý vị chụp hình với quý thầy, ví dụ quý thầy ngồi mà mình có ngồi bên cũng chẳng sao, không có gì tội hết á. Trời ơi, chân cẳng đau vậy mà đứng lên đứng xuống thiệt là cực. Vậy mà phải quỳ xuống cái cho tấm hình. Chụp vậy thầy còn tội hơn. Cứ đứng cứ ngồi bình thường, miễn có tấm hình kỷ niệm với nhau. Quý bác đừng có ngại cái chuyện đó. Sức khỏe mình sao mình sống vậy, hoàn cảnh mình sao mình tu vậy. Tu vậy là tu đúng. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên tu rất dễ. Tu ngay chỗ đó gọi là tu giải, giải thoát. Hiểu cách tu giải thoát chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi, vô Phật. Thôi hết giờ.
Kính thưa đại chúng, hôm nay thì cũng đầy đủ duyên Pháp Hòa về thăm chùa Giác Nguyên. Chữ giác á, nghĩa là tỉnh thức. Hồi nãy Pháp Hòa nói đạo Phật là đạo giác ngộ đó. Chữ giác là tỉnh thức, là giác ngộ. Chữ nguyên là nguồn cội. Ai trong chúng ta cũng có giác nguyên hết á, tức là cái cội nguồn của sự giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta có cái đó mà không khơi thì nguồn cội này nó không thông. Giống như ở dưới đất á, nó có lòng có mặt nước, thì mình phải đào đụng được mặt nước thì nước nó mới có. Ở dưới lòng đất có mặt nước, mà nếu chúng ta đào đúng thì nước nó lên. Cũng như thế, trong chúng ta có cái giác nguyên, tức là có nguồn cội của giác ngộ. Chúng ta học Phật là để tìm ra cái phương pháp khơi cái nguồn giác ngộ đó. Và từ đó cái nguồn đó mở rồi thì nó chảy rạc rào bất tận. Đầy đủ duyên chúng ta được gặp ở ngôi chùa này. Và mong rằng những vị ở trong khu vực này, trong vùng này chưa biết chùa này, bữa nay nhờ nhân duyên Pháp Hòa đến đây, quý vị biết chùa này, tức là mình đã gặp được cái nguồn cội của giác. Thường xuyên về đây để cùng khơi cái nguồn đó, làm cho cái cội nguồn đó rộng ra, cho cái mạch nước chảy cho mạnh. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Giác nguyên là vậy. Mình làm cho cái cội nguồn đó nó mình tìm được một cái dòng nước chảy nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta chịu khó đào xới, làm mọi cách để cho mạch nước nó lớn lên thành con suối chứ có gì đâu. Ai cũng có cái giác đó. Nhà Phật gọi là bản giác. Cái giây phút mình tỉnh ngộ gọi là thị giác. Từ đó mình tu cho đến cứu cánh giác. Giác có ba thứ: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Còn nhiều cái giác nữa. Giác bịch, giác lưu gì đó. Nhưng mà thật sự ra thì ai cũng có bản giác là giác nguyên. Giây phút mình ngộ nhận ra được gọi là thị giác. Giữ cái đó mà tu cho đến khi nào mình trọn vẹn gọi là cứu cánh giác. Con xin tri ân thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng ta tối hôm nay. Và một lần nữa xin tri ân đến tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị đã không quản ngại một cái cuối tuần trời tối như thế này mà quý vị vẫn nán lại đây để mà cùng được gặp nhau trong một buổi sinh hoạt này.